Xin thân ái kính chào tất cả anh chị em trong lớp học của chúng ta và các anh chị em đang theo dõi bài học của chúng tôi qua livestream. Bắt đầu bài học, chúng ta cùng hiệp ý với nhau cầu nguyện và chúng ta dâng thì giờ tốt lành này trong bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời để Ngài sẽ làm những công việc quyền năng ở trên mỗi một đời sống của chúng ta. Mời anh chị em hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là cha yêu dấu của chúng con, là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, là thần khôn ngoan thông sáng, là thần chân lý. Chúng con cảm ơn Ngài vì buổi tối hôm nay chúng con lại có cơ hội nhóm họp nhau trên mạng Internet để chúng con tìm kiếm Ngài, để chúng con tìm kiếm lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng lời của Chúa là lời đầy uy quyền, đầy quyền năng. Và khi chúng con lãnh hội được lời của Chúa thì chúng con sẽ kinh nghiệm một sự tự do thật ở trong đời sống của chúng con. Con biết rằng có rất nhiều đối tượng đang theo dõi bài học của chúng con mỗi buổi tối thứ tư. Và buổi tối hôm nay, con cầu xin Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ và Chúa chạm vào từng tấm lòng đang khao khát trong khi họ theo dõi chương trình này. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa chạm đến những thân thể bệnh tật nữa và Ngài chữa lành tất cả mọi bệnh tật ốm đau cho những anh chị em nào đang khốn khổ vì bệnh tật. Và Chúa ơi, có những con người nào hoặc là những người thân của họ đang ở trong sự trói buộc của ma quỷ, con cầu xin Chúa giải phóng họ bằng chính lời uy quyền và quyền năng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Bất cứ ai đang buồn bã, xin Chúa ban niềm vui cho họ. Bất cứ ai đang lo lắng, bất an, xin Chúa ban sự bình an đầy dẫy trong lòng họ, là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Chúa ơi, bất cứ nan đề nào mà anh chị em chúng con đang đối diện, con cầu xin Chúa Ngài bày tỏ chân lý từ lời của Ngài để giúp cho anh chị em của chúng con có thể giải quyết được nan đề đó, để đời sống họ được hanh thông, họ bước đi trong phước hạnh, không còn lo lắng, không còn sợ hãi, không còn buồn bã, không còn chán nản nữa. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Hallelujah. Xin Chúa sức dầu trên mỗi một tấm lòng của chúng con, ban cho chúng con sự mềm mại và khiêm nhường, cũng ban cho chúng con sự khôn ngoan nữa, để chúng con có thể nghe, hiểu, chúng con có thể đón nhận lời Chúa một cách trọn vẹn ở trong đời sống của chúng con, và lời Chúa sẽ kết quả ở trong đời sống chúng con và qua đời sống chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Alleluia. Xin Chúa tể trị từ thì giờ đầu cho đến thì giờ cuối. Ngài kiểm soát tất cả những phương tiện máy móc của chúng con. Ngài kiểm soát mạng Internet, Ngài kiểm soát Facebook, để không có bất cứ một quyền lực tối tăm nào có thể gây trở ngại trong thì giờ chúng con đang học lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện phước hạnh của Chúa đến với bất cứ con người nào tìm kiếm Chúa với lòng khao khát ở trong buổi tối hôm nay, cũng như trong tất cả những buổi tối thứ tư. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, tôi rất là vui bởi vì qua lớp học Kinh Thánh buổi tối thứ tư thì đã có những người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Qua lớp học tối thứ tư cũng có những cơ đốc nhân mà có thể tạm gọi là bỏ Chúa, bởi vì trong một thời gian dài họ không có đến thờ phượng Chúa trong hội thánh và họ sống ở trong cái sự lừa dối của ma quỷ. Và qua lớp học của chúng ta thì một số anh chị em đã quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tôi cũng cảm ơn Chúa vì qua lớp học của chúng ta có một số anh chị em đã kinh nghiệm sự chữa lành siêu nhiên của Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Một số anh chị em đã liên hệ với chúng tôi qua tin nhắn Facebook và rồi chúng tôi bắt đầu liên hệ với nhau qua điện thoại. Và cảm ơn Chúa, một số anh chị em với cái lòng khao khát quyền năng của Chúa đã được Chúa chữa lành ngay lập tức qua điện thoại. Tôi muốn làm chứng cho anh chị em hai trường hợp, bởi vì tiếc là những người đó họ không phải là những thành viên chính thức ở trong lớp của chúng tôi, mà là những người theo dõi qua livestream, cho nên tôi không thể mời họ để nói lời làm chứng trong thời giờ này được. Cho nên tôi làm chứng thay họ, và một lúc nào đó khi họ trở thành thành viên chính thức trong lớp học thì họ sẽ có lời chứng riêng của họ. Trường hợp thứ nhất mà tôi muốn làm chứng với anh chị em là một người anh em của chúng tôi ở bên Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc. Anh ấy bị
thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, rồi bị xệ một bên vai xuống. Nói chung là tình trạng rất là nặng và bị trong một thời gian dài. Và anh ấy là người thường xuyên theo dõi những cái bài học tối thứ tư của chúng ta. Rồi một hôm thì anh ấy nhắn tin vào trong tin nhắn của chúng tôi, và rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau qua điện thoại. Thì buổi tối hôm đó tôi công bố lời hứa của Đức Chúa Trời về sự chữa lành cho người anh em này. Và tôi công bố những điều mà hiện tại anh ấy chưa kinh nghiệm, có nghĩa là anh ấy đang ở trong tình trạng bệnh tật đau đớn, nhưng mà tôi công bố là anh ấy chắc chắn được chữa lành. Và tôi nói trước điều đó trong đức tin, căn cứ vào lời hứa của Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa, sau một lúc chúng tôi nói chuyện với nhau thì người anh em này đã đặt hết đức tin nơi Chúa với tấm lòng mềm mại, khiêm nhường và khao khát. Và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và công bố sự chữa lành của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, anh ấy đã được chữa lành hoàn toàn trong cái lần cầu nguyện đó. Và cách đây vài hôm thì tôi có hỏi anh ấy là hôm nay thì tình trạng cột sống và vai của anh như thế nào rồi. Thì anh ấy nói là anh ấy được chữa lành rồi. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Ngày hôm qua hay hôm kia tôi nhớ không rõ lắm, hôm qua hay là hôm kia vào buổi tối thì có một cơ đốc nhân khác từ Nghệ An cũng liên lạc với chúng tôi qua tin nhắn Facebook hay là Zalo gì đó, và sau đó thì chúng tôi trò chuyện qua điện thoại. Cô ấy gọi điện thoại đến và chúng tôi trò chuyện, và tôi được biết rằng đây là cái người mà đã có một thời gian yếu đuối xa cách Chúa. Cô ấy làm chứng lại là cái tối thứ tư tuần trước chúng ta học Sáng Thế Ký chương 28 đó, thì đột nhiên cô ấy cảm nhận có một cái sự nhắc nhở thúc giục, và cô ấy lên mạng, cô ấy mở Facebook ra, thì rất là lạ lùng khi cô ấy mở Facebook lại gặp đúng ngay cái bài học của chúng ta. Và cô ấy đã theo dõi hết bài học, và khi theo dõi hết bài học ngày hôm đó thì cô ấy đã ăn năn với Chúa về sự yếu đuối, về sự xa cách Chúa của mình, và cô ấy đã kết ước quay trở lại hết lòng thờ phượng Chúa cùng với gia đình của mình. Và nhân cơ hội đó tôi đã chia sẻ với cô ấy về nhiều điều, trong đó về sự chữa lành thiên thượng. Và thật là tuyệt vời, Chúa biết điều đó. Tôi không hiểu tại sao tôi lại chia sẻ với người phụ nữ này về điều đó, và trúng ngay một người phụ nữ đang bệnh rất là nhiều. Cô ấy bị thiếu máu lên não, bị tụt huyết áp, bị nhức đầu, rồi cô ấy bị viêm đa khớp, bị rất là nhiều chứng như vậy. Cột sống cô ấy là có khả năng là bị thoái hóa, cô ấy có khả năng là bị đau thần kinh tọa. Rồi cô ấy là một người mẹ bất an, bởi vì cách đây vài năm thì đứa con trai của cô ấy đã qua đời, và cô ấy rất là buồn bã. Rồi đứa con nuôi của cô ấy thì cũng rời khỏi cô ấy để đi lấy chồng. Cô ấy cảm thấy buồn bã, cô đơn, không có con cái, và có những cái sự cay đắng nhất định ở trong lòng của mình. Cảm ơn Chúa, chúng tôi chia sẻ lời của Chúa, và lời của Chúa đã giải phóng cô ấy. Cảm ơn Chúa, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và công bố sự chữa lành của Chúa, thì cô ấy cũng đã kinh nghiệm sự chữa lành ngay lập tức. Và cô ấy nói rằng cô ấy khao khát muốn theo dõi livestream bài học của chúng ta thường xuyên, và cô ấy cũng muốn giới thiệu thêm những người khác trong gia đình để đến để học với chúng ta nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa chúng ta rất là tuyệt vời. Cho nên tôi có nói với các thành viên trong lớp học trước khi chúng tôi phát livestream trong buổi tối hôm nay, đó là bắt đầu từ hôm nay tôi thông báo với tất cả anh chị em là những người nào theo dõi qua livestream mà đang ở trong tình trạng bệnh tật, hay là có những cái sự trói buộc nào đó của ma quỷ trong đời sống anh chị em, thì chúng tôi sẽ dành một cái khoảng thời gian nhất định trong mỗi một buổi tối thứ tư để cầu nguyện tập thể cho tất cả những ai đang có cùng một cái vấn đề. Bởi vì nếu mà chúng ta cầu nguyện cho những cái vấn đề khác nhau thì không đủ thời giờ, bởi vì có quá nhiều người. Cho nên chẳng hạn như tôi nói với anh chị em rằng buổi tối thứ tư tuần sau tôi sẽ dành thì giờ cầu nguyện đặc biệt cho những người bị thoái hóa cột sống, những người có bị gai cột sống, những người bị thoát vị đĩa đệm, bị lệch cột sống, những cái vấn đề về cột sống đó, hoặc là những vấn đề về đau xương khớp, những cái vấn đề về xương khớp, thì tuần sau chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những người đó.
chỉ có những người mắc cái căn bệnh đó thôi, cái loại bệnh như thế thôi, bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ đó. Và tôi sẽ công bố trong danh Chúa Jesus Christ, và tất cả anh chị em nào có đức tin đặt tay vào chỗ đau của mình và amen với lời công bố của chúng tôi, lấy đức tin mà tiếp nhận, thì anh chị em hoàn toàn có thể được chữa lành qua mạng internet. Điều đó chúng tôi đã làm nhiều năm nay qua điện thoại hoặc là qua internet. Có nhiều người nói làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, không có cái gì là khó khăn cho Đức Chúa Trời cả, thưa anh chị em. Bởi vì tôi không phải là người chữa lành cho anh chị em, tôi chỉ là người công bố sự chữa lành theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Và chính Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tuôn đổ quyền năng chữa lành xuống trên thân thể của những người tin cậy. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Cho nên bất kể chúng ta đang ở nơi nào, thì quyền năng của Chúa cũng đều có thể chạm đến chúng ta và chữa lành chúng ta. Cái điều quan trọng là đức tin của chúng ta và lòng khao khát của chúng ta, sự tôn trọng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Còn những người nào mà thậm chí chúng tôi đặt tay trực tiếp để cầu nguyện cho anh chị em và công bố sự chữa lành trên anh chị em, nhưng mà anh chị em không có đức tin, anh chị em không có sự tôn trọng Chúa, lòng anh chị em không khao khát, thì anh chị em không kinh nghiệm sự chữa lành được. Cho nên vấn đề không phải là xa hay gần, vấn đề không phải là nhất định phải đặt tay hay là không, vấn đề là đức tin của anh chị em. Và chúng tôi là những người đem thêm cái sự khích lệ vào đức tin của anh chị em, chứ chúng tôi không phải là nhân tố quyết định, nhưng mà chính anh chị em là nhân tố quyết định. Khi lời Đức Chúa Trời được công bố ra qua môi miệng của chúng tôi, anh chị em đón nhận lấy, anh chị em tin cậy và anh chị em khao khát, thì anh chị em hoàn toàn có thể được quyền năng Thánh Linh chạm ngay tại chỗ của anh chị em, bất kể anh chị em đang ở nơi nào trên thế giới, ở gần hay ở xa chúng tôi, Chúa đều có thể chạm đến anh chị em được hết. Amen. Tôi nói trước vậy với anh chị em như vậy. Như vậy thì cái format chương trình của chúng ta sẽ thay đổi một chút xíu, đó là chúng ta sẽ thêm lên cái phần cầu nguyện và công bố sự chữa lành, sự giải phóng cho những người có nhu cầu. Như vậy thì nếu như ngày hôm nay chúng ta còn một ít thời gian ở cuối, thì tôi cũng sẽ dành thời gian để phục vụ cho những người bị đau về xương khớp, về cột sống. Còn nếu như trường hợp mà bài học của chúng ta nó hơi dài mà không có, thì tôi hẹn là anh chị em vào tối thứ tư tuần sau, tất cả những người nào có nhu cầu đều hãy có mặt đầy đủ hết. Và thậm chí anh chị em có thể đem những người thân của mình cùng đến, cùng tham gia livestream, để rồi đến cái thì giờ cầu nguyện đó họ có khả năng họ được chữa lành. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên cá nhân tôi tin Ngài một cách tuyệt đối. Cho nên tôi không bao giờ ngại ngần để cầu nguyện và công bố sự chữa lành, sự giải cứu cho bất cứ một con người nào đang khao khát. Tôi chỉ ngại khi mà người ta không chịu tin, khi mà người ta không khao khát, thì những trường hợp đó tôi ngại lắm. Có lẽ tôi không cầu nguyện và không công bố được. Nhưng mà tôi bắt gặp một người nào khao khát, một người nào tin, thì tôi sẽ không bao giờ ngại đâu. Tôi sẵn sàng để phục vụ ở trong danh Chúa Jesus Christ. Bởi vì tôi tin rằng Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng thành tín và Chúa là đấng toàn năng. Ngài yêu chúng ta, Ngài giữ lời hứa và Ngài chắc chắn sẽ tuôn đổ quyền năng của Ngài trên những con người khao khát để làm những phép lạ, để khích lệ đời sống đức tin của chúng ta. Và qua đó thì chúng ta sẽ trở nên cầu nối để nhiều người đến với Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hôm nay thì trước khi chúng ta bước vào bài học của chương 29, thì tôi muốn nói thêm một chút nữa về vấn đề uy quyền của người chồng, người cha mà tôi đã nói lần trước. Lần trước thì tôi có nhắc đến vấn đề uy quyền của Isaac trong gia đình. Và uy quyền của một người chồng, người cha nói chung, cũng như tôi có nhắc đến vấn đề uy quyền của người lãnh đạo hội thánh. Và ngày hôm nay tôi muốn nói thêm một chút xíu nữa, bởi vì đây là một cái lĩnh vực rất là quan trọng. Ngày hôm nay rất là nhiều người chồng, người cha đánh mất đi uy quyền của mình. Và rất là nhiều người chồng, người cha đã bị suy giảm về uy quyền. Vì cớ đó mà ma quỷ nó lộng hành, nó có thể vào ra cái gia đình đó như là đi chợ vậy đó. Và cá nhân tôi không thể chấp nhận được điều đó. Đối với tôi đó là một sự sỉ nhục, thưa anh chị em. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta là người Christ, chúng ta là người thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là ai? Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Ngài là chúa tể của cả cõi hoàng vũ này. Ngài là đấng đã đẩy lui cơn bão
thêm binh đi ra khỏi đất liền. Ngài là đấng đẩy lui bất cứ một cơn bão hung dữ nào đang chờ chực hăm dọa chúng ta. Ngài là đấng có thể tiêu diệt bất cứ một thế lực của sự gian ác nào. Không có một quyền lực nào, không có một cái uy quyền nào lớn hơn uy quyền, lớn hơn quyền lực của Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta là những người đại diện cho Ngài trên đất này. Và chúng ta không thể nào nhắm mắt làm ngơ hay là chịu trận trước cái sự tác oai tác quái của ma quỷ được. Thưa anh chị em, tôi không bao giờ cắn răng chịu đựng những cái sự cướp giết và hủy diệt của ma quỷ, những sự lừa dối, những sự lộng hành của ma quỷ trong gia đình. Tôi không cho phép điều đó đi vào trong gia đình của tôi. Nếu mà tôi biết rằng có một công việc nào đó của ma quỷ nó đang hình thành trong gia đình tôi, thì nhất định, thứ nhất, tôi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Chúa sẽ sức dầu trên tôi, để Chúa ban năng quyền cho tôi, Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan để tôi biết tôi phải làm gì. Thứ hai, tôi sẽ căn cứ vào lời của Chúa, đó là tôi nhân danh Chúa Jesus Christ để công bố hủy phá công việc của ma quỷ. Và nếu như ma quỷ nó vào trong gia đình tôi thông qua tội lỗi của chính tôi mà tôi biết được, Chúa Thánh Linh chỉ ra, thì nhất định tôi phải ăn năn. Tôi phải ăn năn với Chúa. Bởi vì nếu tôi không ăn năn thì rõ ràng tôi vẫn để cái kẻ hở đó trong gia đình của mình, và ma quỷ nó cứ tiếp tục nó chọt vào, nó tấn công vào. Đôi khi một cái lỗ nhỏ mà nó có thể làm cho đắm thuyền, thưa anh chị. Một cái lỗ nhỏ mà nếu chúng ta không biết thì nước nó cứ rỉ vào hoài, đến một lúc nào đó thì thuyền của chúng ta bị đắm lúc nào không hay. Cho nên thưa anh chị em, đặc biệt tôi muốn nói với những người nam, đó là những người làm chồng, làm cha. Tất cả anh em hãy kiểm tra lại đời sống của mình. Một lần nữa tôi kêu gọi anh em, hãy kiểm tra lại đời sống của mình, xem mình có phải là một người đã đánh mất uy quyền của một người chồng, người cha trong gia đình mình hay không. Hoặc là mình có phải là một người đã bị suy giảm cái uy quyền của một người chồng, người cha trong gia đình hay không. Và tôi cũng kêu gọi luôn những thành viên trong gia đình, có phải chăng vì cớ sự kiêu ngạo, vì cớ những sự lừa dối của ma quỷ mà chúng ta đã không tôn trọng cái uy quyền Đức Chúa Trời đã đặt để cho người chồng, người cha của mình trong gia đình. Có những người chồng, người cha họ không phạm tội, có những người chồng, người cha họ sống thật là tốt, nhưng vì cớ những sự kiêu ngạo của những người khác, người khác bị lừa dối, cho nên không có chịu tôn trọng cái uy quyền của người chồng, người cha này, cho nên làm cho gia đình mất đi cái trật tự, làm cho gia đình mất đi cái sự hiệp một, cái hòa khí. Có những cái lý do như vậy. Những lý do từ phía chính đương sự là những người chồng, người cha, và cũng có những lý do từ phía của những thành viên trong gia đình. Cho nên tôi kêu gọi cả hai đối tượng, những người chồng, những người cha, chính bản thân mình tra xét lại đời sống mình, xem mình có đang phạm tội với Đức Chúa Trời mà làm cho uy quyền của mình bị sút giảm hay không? Mình có đang phạm tội với Đức Chúa Trời mà đánh mất uy quyền của mình hay không? Hay là mình có phải vì sự thiếu hiểu biết? Anh chị em mà chờ tôi một chút xíu, hình như có một cái sự cố đang xảy ra, có cái gì đó bị rớt phía trước. Có sao không em ơi? Ok, có một sự cố xảy ra. Tôi đang nói về uy quyền thì tự nhiên bị sập đồ ở trong nhà của tôi. Tôi không biết là cái đó là vì sao. Vợ của tôi đang giúp tôi xử lý ở bên ngoài kia. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục bài học. Xin lỗi anh chị em vì sự gián đoạn. Thưa anh chị em, tôi nói tiếp nha. Những người nam cần phải kiểm tra lại đời sống của mình như vậy. Có phải chúng ta đang phạm tội, hoặc là có phải vì chúng ta không hiểu biết cái uy quyền mà Chúa đã ban cho mình, cho nên chúng ta dần dần chúng ta đánh mất đi cái uy quyền đó chăng? Như vậy thì nếu chúng ta phạm tội thì chỉ đơn giản là chúng ta ăn năn. Chắc chắn Chúa Thánh Linh sẽ cáo trách trong lòng chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy rằng mình đã phạm tội. Chúng ta ăn năn với Chúa, và ngay tại thời điểm chúng ta ăn năn, tôi tin rằng uy quyền bắt đầu được phục hồi trở lại. Và nếu như bấy lâu nay chúng ta không biết được cái vai trò của người chồng, người cha đích thực trong gia đình, mà chúng ta đánh mất cái uy quyền đó, chúng ta không có một cái tiếng nói thật sự trong gia đình, chúng ta để cho tất cả những thành viên khác họ có tiếng nói, rồi những thành viên khác họ quyết định tất cả mọi sự, còn chúng ta thì thụ động, chúng ta thì sợ hãi, chúng ta lui lại phía sau, và chúng ta nhường sân lại cho những cái người khác, là những người mà Chúa không đặt họ làm trong lãnh đạo trong gia đình. Và kết quả là gia đình mất đi cái trật tự, gia đình bắt đầu bị lộn lạo, lộn xộn đủ thứ. Và ma quỷ nó nhân cơ hội đó, nó len vào, nó xen vào, và nó quậy tứ tán hết.
gia đình càng ngày càng tệ hại. Thì các anh em nào nhận ra điều đó thì tôi mong muốn rằng các anh em sẽ khắc phục, và tôi ước ao rằng uy quyền mà Chúa ban cho các anh em sẽ được phục hồi trở lại một cách hoàn toàn và thậm chí được thêm lên. Còn những người vợ cũng như là những người con trong gia đình, chúng ta cũng cần phải kính sợ Đức Chúa Trời và yêu mến người chồng, người cha của mình, cho họ một sự tôn trọng. Đương nhiên họ là một con người bất toàn, họ không toàn hảo trong tất cả mọi sự, cho nên chúng ta không phải vì một vài cái sai lầm nào đó mà chúng ta chà đạp lên cái uy quyền của họ. Không phải vì một vài cái sai lầm nào đó mà chúng ta tước mất cái uy quyền mà đáng ra họ phải có trong gia đình. Nếu như những người vợ và những người con là những người yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời thì cần phải khiêm nhường hạ mình, hãy cho người chồng, người cha mình có một cái uy quyền trọn vẹn trong gia đình. Và nếu như anh ấy là cái người mà không xứng đáng với uy quyền đó thì thay vì chúng ta nổi loạn, chúng ta chống đối, chúng ta làm cho gia đình bị xé ra, bị tan nát ra, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho người chồng, người cha đó và nói những lời chúc phước cho họ, để rồi họ sẽ có một đời sống tốt đẹp hơn, họ sẽ xứng đáng với cái uy quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt để. Tóm lại, uy quyền cần phải được phục hồi, uy quyền cần phải được giữ vững và uy quyền cần phải được thêm lên ở trong gia đình. Những người chồng, những người cha cần phải nắm chắc lấy uy quyền đó. Và chúng ta nên nhớ chúng ta là cái chốt chặn. Chúng ta có quyền quyết định xem điều gì vào và điều gì ra khỏi gia đình của chúng ta. Nếu như chúng ta phát hiện trong gia đình của chúng ta có những cái tà linh, ác linh và uế linh, nó đang ám ảnh, nó đang áp chế, thậm chí nó đang chiếm hữu vợ con của chúng ta, thì với tư cách là một người chồng thuộc về Chúa Jesus Christ, một người chồng cơ đốc, chúng ta hãy nói như thế này. Hãy công bố một cách mạnh mẽ: nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho tà linh này, ác linh kia, uế linh nọ phải đi ra khỏi vợ ta, phải đi ra khỏi con của ta. Tôi chỉ nói chung chung thôi. Bây giờ tôi nói giả sử nhé. Giả sử như anh chị em phát hiện rằng có một cái linh sợ hãi ở trong vợ của mình, nó làm cho cô ấy càng ngày càng trở nên sợ hãi và không còn sự tự tin nữa, và không thể làm nổi một công việc gì nữa, làm cái gì cũng sợ. Bắt đầu từ từ sợ con người, sợ công việc, sợ kể cả những cái con vật nữa, cái gì cũng có thể sợ được. Thì chúng ta phải biết rằng có một linh sợ hãi nó đang áp chế người vợ của mình. Vậy thì người chồng nó phải làm gì? Hãy đặt tay lên vợ của mình, nói nhân danh Chúa Jesus Christ, hãy linh sợ hãi, ta ra lệnh cho ngươi phải cút khỏi vợ của ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Ngươi không có quyền áp chế vợ ta nữa. Ta là chồng của người nữ này, ta có uy quyền trên người nữ này, người nữ này thuộc về ta, và ta không cho phép bất cứ một cái sự áp chế nào của ma quỷ trên đời sống của vợ ta. Hãy đi ra khỏi vợ ta, nhân danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta nói trong uy quyền, nói trong sự mạnh mẽ, đừng dành sự dữ tợn cho những con người xung quanh của chúng ta. Nhưng tôi nói với anh chị em một cách nghiêm túc, hãy dành tất cả những sự dữ tợn và dữ dội khi anh chị em công bố, khi anh chị em ra lệnh cho ma quỷ. Bởi vì đó là kẻ thù của linh hồn chúng ta, của những người thân yêu của chúng ta và của bất cứ một con người nào trên thế giới này. Đừng căm thù bất cứ ai, đừng căm ghét bất cứ ai, đừng hung dữ với bất cứ ai. Nhưng anh chị em hãy dành tất cả sự căm thù, sự căm ghét, sự hung dữ, sự dữ dội đối với kẻ thù của linh hồn chúng ta là ma quỷ. Và nếu anh chị em làm như vậy, ma quỷ nó sẽ sợ hãi, nó sẽ phải thối lui ra khỏi người thân của anh chị em, hoặc là thối lui ra khỏi chính anh chị em, thối lui ra khỏi gia đình của anh chị em. Đó là cách mà anh chị em trục xuất chúng nó. Và anh chị em nói một lần mà thấy nó chưa đi, anh chị em phải tiếp tục nói trong uy quyền, nói trong sức mạnh, nói với đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và tôi tin rằng không bao giờ có một con quỷ nào có thể tiếp tục ở trong người thân của anh chị em, ở trong gia đình của anh chị em, nếu như anh chị em nắm được cái uy quyền đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Vân vân và vân vân. Anh chị em biết có những cái linh nào, có những cái điều tồi tệ nào ở trong gia đình mình, thì anh chị em hoàn toàn có thể nhân danh Chúa Jesus Christ để trục xuất, loại bỏ những cái thứ đó ra khỏi gia đình của anh chị em. Và đồng thời, chúng ta là người có thể đem những điều tốt lành vào trong gia đình của mình. Thưa anh chị em, đặc biệt là những người chồng và những người cha, chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói: Chúa ơi, ngày hôm nay nhân danh Chúa Jesus Christ, con công bố tiếp nhận sự bình an cho gia đình của con. Ngày hôm nay nhân danh Chúa Jesus Christ, con tiếp nhận sự vui mừng cho cả gia đình của con. Ngày hôm nay nhân danh Chúa Jesus Christ, con tiếp nhận phước hạnh của Chúa tuôn tràn trên gia đình của con. Nhân danh Chúa Jesus Christ, con tiếp nhận sức khỏe cho gia đình của con.
Nếu có ai đó bị bệnh ở trong gia đình, chúng ta nói nhân danh Chúa Giêsu Christ, con tiếp nhận sự chữa lành thiên thượng cho vợ con, cho con của con, hoặc là cho chính mình con. Anh chị em hiểu không? Một mặt, người chồng, người cha đó nhân danh Chúa Giêsu Christ để trục xuất ma quỷ, trục xuất những điều xấu xa, tội lỗi đi ra khỏi mình, đi ra khỏi gia đình của mình. Một mặt khác, chúng ta cầu nguyện với Chúa và nhân danh Chúa Giêsu Christ để công bố chúc phước hoặc là tiếp nhận những điều tốt lành mà mình đang mong đợi cho cá nhân mình, cho vợ mình, cho con mình, cho toàn thể gia đình của mình. Một người chồng và một người cha uy quyền như thế, có đức tin như thế, hiểu biết như thế, sẽ là một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con của mình. Và gia đình đó chắc chắn càng ngày sẽ càng trở nên một gia đình phước hạnh. Và chỉ có sự hiện diện của Chúa trong gia đình của chúng ta cùng với những điều tốt lành, và tất cả những cái gì thuộc về ma quỷ phải đi ra khỏi chúng ta. Ma quỷ không còn có thể ám ảnh chúng ta được nữa. Ma quỷ không còn có thể áp chế chúng ta được nữa. Ma quỷ không thể chiếm hữu chúng ta được nữa, thưa anh chị em. Amen. Tứ ao rằng những người chồng và những người cha sẽ làm điều đó. Cảm ơn Chúa. Hôm nay thì tôi được Chúa cảm động để nói thêm, nhấn mạnh thêm về vấn đề uy quyền này. Bởi vì tôi biết rằng có rất là nhiều người bị mất cái uy quyền của mình, và rất là nhiều gia đình đang đối diện với nhiều nan đề vì cớ uy quyền của người chồng, người cha bị đánh mất. Tôi ước ao là điều này ích lợi cho đời sống của anh chị em. Giờ này chúng ta sẽ đi vào trong cái chương 29. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời của Chúa ở trong Sáng Thế Ký chương 29. Chào mừng một chút xíu. Tôi xin công bố lời của Chúa trong Sáng Thế Ký chương 29. Và tôi sẽ đọc cho đến câu 30 mà thôi. Bởi vì từ câu 31 cho đến hết chương đó, thì tôi sẽ gắn với chương 30 để chúng ta học trong cái buổi học tối thứ tư tuần sau. Bởi vì nó có sự liên hệ với nhau. Buổi tối hôm nay chúng ta chỉ học từ câu 1 cho đến câu 30 của chương 29, cho nên tôi sẽ đọc đến đó thôi. Gia-cốp lên đường đi đến xứ của dân phương Đông. Ông nhìn thấy một cái giếng trong cánh đồng. Cạnh đó có ba bầy chiên đang nằm nghỉ, vì đây là nơi các bầy súc vật uống nước. Có một tảng đá lớn đậy miệng giếng lại. Khi các bầy súc vật tụ về đông đủ rồi, người ta lăn tảng đá trên miệng giếng đi và cho chiên uống nước, rồi lăn tảng đá về chỗ cũ, đậy miệng giếng lại. Gia-cốp hỏi thăm mấy người chăn chiên: "Các anh ơi, các anh từ đâu đến?" Họ đáp: "Chúng tôi từ Charan đến." Ông hỏi: "Các anh có biết Laban, con trai Naco không?" Họ nói: "Chúng tôi biết." Gia-cốp hỏi tiếp: "Ông ấy có mạnh giỏi không?" Họ trả lời: "Ông ấy vẫn mạnh giỏi. Ra-chên, con gái của ông, đang dẫn bầy chiên đến kìa." Gia-cốp nói: "Này, trời hãy còn sáng, chưa phải là lúc nhóm súc vật về. Sao các anh không cho chúng uống nước rồi thả cho chúng đi ăn tiếp?" Họ đáp: "Chúng tôi không thể làm như vậy, mà phải đợi cho tất cả các bầy súc vật về đủ, rồi mới lăn tảng đá trên miệng giếng cho chúng uống nước được." Khi Gia-cốp còn đang trò chuyện với các người chăn, thì Ra-chên dẫn bầy chiên của cha cô đến, vì cô cũng là người chăn chiên. Vừa thấy Ra-chên, con gái La-ban, cậu mình, Gia-cốp liền đến gần lăn tảng đá khỏi miệng giếng và cho bầy chiên của cậu mình là La-ban uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên rồi khóc òa lên và nói cho cô biết rằng mình là bà con với cha cô, là con trai của Rebecca. Ra-chên liền chạy về báo tin cho cha. Khi được tin về Gia-cốp, con trai của em gái mình, thì La-ban chạy ra đón, ôm chầm lấy Gia-cốp mà hôn, rồi đưa về nhà. Gia-cốp thuật cho La-ban mọi việc đã xảy ra cho mình. La-ban nói: "Cháu đúng là cốt nhục của cậu. Gia-cốp ở với cậu trong một tháng." Một hôm, La-ban nói với Gia-cốp: "Không lẽ vì là bà con của cậu mà cháu phục vụ không công cho cậu sao? Cháu cứ cho cậu biết tiền công của cháu là bao nhiêu." Bây giờ La-ban có hai con gái, cô chị tên là Lê-a, cô em tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên có dáng người cân đối, nét mặt xinh tươi. Gia-cốp yêu Ra-chên nên thưa với La-ban: "Vì Ra-chên, con gái út của cậu, cháu xin giúp việc cho cậu 7 năm." La-ban trả lời: "Thà cậu gả nó cho cháu còn hơn là gả cho người khác.
hãy ở lại đây với cậu. Vì ra trên, Jacob đã giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng, Jacob xem 7 năm như đôi ba ngày. Sau đó, Jacob nhắc Laban, cháu đã hoàn tất thời gian giúp việc rồi, xin cậu giao vợ cháu lại để cháu được lui tới với nàng. Laban tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả xóm giềng đến dự. Nhưng tối đó, ông đưa Lê-a, con gái mình, đến với Gia-cốp, rồi Gia-cốp ăn nằm với Lê-a. Lê-a cũng cho nữ tỳ Sinh-ba, Laban cũng cho nữ tỳ Sinh-ba theo hầu Lê-a, con gái mình. Sáng hôm sau, Gia-cốp mới biết đó là Lê-a. Ông hỏi Laban, cha đã làm gì cho con vậy? Có phải vì ra trên mà con giúp việc cho nhà cha không? Sao cha lừa gạt con? Laban đáp, ở đây không có lệ gả cô em trước khi gả cô chị. Con cứ ở với Lê-a trọn tuần lễ cưới này đi, rồi cha sẽ gả luôn ra trên cho con. Bù lại, con phải làm việc cho cha thêm 7 năm nữa. Gia-cốp làm theo lời, ở với Lê-a trọn tuần lễ cưới đó, rồi Laban gả ra trên con gái mình cho Gia-cốp. Laban cũng cho nữ tỳ Bila theo hầu ra trên con gái mình. Gia-cốp cũng đi lại với Ra-chên và yêu Ra-chên hơn Lê-a. Vậy Gia-cốp giúp việc cho La-ban thêm 7 năm nữa. Chúng ta dừng lại đây nhé. Còn từ câu 31 cho đến hết chương thì chúng ta sẽ học ở trong buổi tối thứ tư tuần sau. Tôi sẽ ghép với lại chương 30 bởi vì nó có sự liên quan với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những cái ý của bài học. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn cùng học với anh chị em đó là về sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó được ghi lại ở trong câu 1 đến câu 14, trong cái phần từ câu 1 đến câu 14. Trước đó chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hứa với Gia-cốp, khi mà Ngài đã hiện ra với ông trong cái giấc mơ khải tượng đó, thì Ngài đã hứa với Gia-cốp rằng Ngài sẽ luôn luôn ở cùng ông. Ông đi đâu thì Ngài sẽ luôn gìn giữ đó. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ đem Gia-cốp trở về xứ sở mà Ngài đã hứa cho tổ phụ của ông và cho cả dòng dõi của ông là xứ Canaan. Thưa anh chị em, sau đó thì chúng ta thấy Gia-cốp có một lời cầu nguyện. Gia-cốp cầu nguyện rằng nếu như Chúa gìn giữ ông trong khi đi đường được bình an, vân vân. Ông đã có cái lời cầu nguyện như vậy. Ông nói rằng nếu như Chúa cho ông kinh nghiệm Chúa một cách sống động như vậy đó, thì ông sẽ dâng đời sống mình cho Chúa. Và thậm chí ông có nói về việc dâng phần 10 nữa. Chúng ta thấy rằng bây giờ chưa phải là thời điểm của luật pháp, chưa phải là thời của Môi-se, chưa hề có luật pháp, nhưng mà Gia-cốp đã hứa là sẽ dâng phần 10. Cho nên ngày hôm nay nhiều người nói rằng ồ, dâng phần 10 là luật pháp, là không đúng. Thật ra trước khi có luật pháp thì đã có một số người họ đã có sự dâng hiến rồi. Và Gia-cốp là một điển hình. Ông đã bày tỏ cái tấm lòng muốn dâng hiến cho Đức Chúa Trời, tấm lòng tự nguyện. Cho nên ngày hôm nay đừng có người nào nói rằng dâng hiến là luật pháp. Đó là tấm lòng chúng ta yêu Chúa, tấm lòng chúng ta biết ơn Chúa, và chúng ta vui lòng để chúng ta dâng những gì chúng ta có cho Ngài mà thôi. Anh chị em ha. Tôi nói tiếp nha. Như vậy thì Gia-cốp đã có lời cầu nguyện như vậy. Xin Chúa dẫn dắt mình, gìn giữ mình trong sự bình an. Và Đức Chúa Trời là đấng đã giữ lời hứa đó. Chúng ta thấy rằng Ngài đã dẫn dắt Gia-cốp một cách rất là kỳ diệu, từ cái nơi mà ông nhìn thấy cái giấc mơ khải tượng đó. Đúng hơn là từ nhà của cha ông đi đến cái nơi mà ông nhìn thấy cái giấc mơ khải tượng đó, và cho đến khi mà ông đến ngay tại cái vùng mà tại nơi đó gia đình của La-ban đang ở. Ngay tại đó thì ông gặp những cái người chăn chiên, và những người chăn chiên này là những người biết rõ về gia đình của La-ban, biết rõ La-ban và biết cả những cô con gái của La-ban nữa. Và cảm ơn Chúa, chúng ta hãy tưởng tượng mà xem, khi chúng ta đi một đoạn đường thật là xa, đi một cái chặng đường thật là xa đến một cái điểm nào đó mà là cái nơi chúng ta chưa từng đi đến, vậy mà chúng ta có không hề đi lạc chút xíu nào cả, chúng ta đi thẳng đúng cái khu vực đó. Và thậm chí chúng ta gặp những con người biết rõ về cái gia đình mà chúng ta cần phải đến, biết rõ về từng thành viên trong gia đình nữa, hỏi đúng những người đó. Thì thưa anh chị em, quả là một điều tuyệt vời.
Tôi nghĩ rằng có đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta đi lạc, đúng không? Chúng ta đi lạc và chúng ta biết rằng đi lạc là một cái điều không vui một chút xíu nào cả. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là chán nản. Tôi nhớ có một lần nọ thì tôi cùng với vợ của tôi đi đi Trà Vinh. Đi Trà Vinh. Nhưng mà tôi là người hoàn toàn không không có biết đường đi. Vợ của tôi thì nói rằng biết đường và nói là để em dẫn anh đi. Em chắc chắn là sẽ dẫn anh đi đúng. Chúng tôi đi tới ở đó là An Giang hay đâu. Mình bị lạc ở An Giang hả? Ở Đồng Tháp. Chúng tôi đi đến khu vực Đồng Tháp. Thì vợ tôi nói rằng bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái bến phà đó, rồi chúng ta đi qua con sông đó thì chúng ta tiếp tục đi sẽ là đúng đường. Tôi nói là em có chắc không đó, bây giờ tối rồi nếu mà đi lạc á thì chúng ta sẽ rất là mất thời giờ và rất là mệt mỏi. Vợ tôi nói rằng em chắc chứ, cái này em đi rồi. Tôi có một cái cảm nhận không yên tâm, nhưng vợ tôi thì cứ đoan chắc. Nhưng mà vì vợ tôi đoan chắc như vậy cho nên là tôi tôn trọng vợ tôi để vợ tôi dẫn đi. Tôi nhớ không lầm là chúng tôi đi cũng phải mười mấy hai chục cây số em ạ. Mười mấy hai chục cây số trong đêm tối bằng xe gắn máy mới đến được cái bến phà đó. Và khi đến được cái bến phà đó thì lúc đó là lúc mà vợ tôi phát hiện là cô ấy đã nhầm. Có nghĩa là cô ấy đã đi lạc và dẫn tôi đi sai đường, đi lạc đường. Ôi anh chị em biết không, lúc nó mệt mỏi mà nó cảm thấy chán gì đâu luôn á. Tại vì đường xá đã quá xa rồi, bây giờ đi mấy mười mấy hai chục cây số mà trớt quớt luôn, không được cái gì hết. Cuối cùng đi tới một cái nơi mà nó không phải là cái điểm mình cần phải đến. Như vậy là phải đi ngược lại. Thì lúc bây giờ tôi chán quá, tôi nói thôi đi ngược lại, chán quá cái đoạn đường đó, chán phèo rồi, bây giờ phải đi ngược lại nữa mà đêm thì tối. Thôi như vậy thì thôi, sẵn vậy thì mình lên phà mình đi luôn đi cho biết cái phà đó như thế nào, biết con sông nó như thế nào, đằng nào cũng xa rồi. Mà theo người ta nói nếu mà lên phà đi qua kia thì đi sẽ còn xa hơn, so với cái đích mà mình muốn đến sẽ còn xa hơn. Nhưng mà tôi nói thôi đi lên phà đi, sẵn vậy thì mình kinh nghiệm luôn xem cái phà nó như thế nào, rồi cái dòng sông là như thế nào, đằng nào mình cũng đã đi xa rồi, bị lạc rồi. Thì có một số cái kinh nghiệm như vậy ở trong cuộc đời của tôi. Tôi tin rằng anh chị em cũng có một số cái kinh nghiệm như vậy. Cho nên khi mà chúng ta kinh nghiệm cái điều đó rồi, chúng ta đã từng trải qua điều đó rồi, thì chúng ta mới thấy rằng cái việc mà Gia-cốp đi từ nhà của ông đến cái nơi mà ông nhìn thấy cái giấc mơ khải tượng, và từ cái nơi ông nhận được lời hứa của Chúa, nhận được những sự khích lệ của Chúa đó, và cái nơi mà ông đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện đó, và ông lại tiếp tục đi đến nhà của La-ban, và ông lại đi đến trúng ngay cái vùng gần nhà La-ban và gặp đúng ngay những người biết La-ban, biết Ra-chên, biết những thành viên trong gia đình của La-ban. Ô cảm ơn Chúa, tôi tin rằng đây không phải là sự trùng hợp, đây là sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của Gia-cốp và Ngài đã dẫn dắt ông đi đúng hướng, đến đúng cái mục tiêu mà ông muốn đến. Cảm ơn Chúa rất là nhiều thưa anh chị em. Ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta càng cần sự dẫn dắt của Chúa hơn là cái sự dẫn dắt về vấn đề vật lý thưa anh chị em. Nếu mà chúng ta bị lạc lối về vấn đề đường xá thì nó cũng không phải là nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng mà nếu chúng ta bị lạc lối ở trong đời sống tâm linh thì thưa anh chị em, đó là những cái sai lầm rất là nghiêm trọng và có đôi khi sự tổn thất sẽ rất là nặng nề. Cho nên chúng ta rất cần sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nếu như tôi và anh chị em không có sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc lối thôi thưa anh chị em. Không có ai mà hay mà giỏi đến mức độ mà nói rằng tôi không bao giờ bị lạc lối trong đời sống của tôi. Bởi vì chúng ta không đủ sự khôn ngoan, cho nên chúng ta không thể nào mà chắc chắn rằng mình không bị lạc lối cả. Trong thực tế, tôi và anh chị em đã có đôi lần bị lạc lối trong cuộc đời của chúng ta trong một số lĩnh vực nào đó. Có thể cái con đường theo Chúa, con đường chính đó chúng ta không lạc lối. Nhưng mà có một số lĩnh vực trong đời sống của chúng ta, những cái nhánh ở trong đời sống tâm linh, chúng ta bị lạc lối ở trong một khoảnh khắc nào đó, trong một thời gian, một khoảng thời gian nào đó, và chúng ta chuốc lấy sự thất bại ở trong lĩnh vực đó thưa anh chị em. Cho nên tôi và anh chị em rất cần sự dẫn dắt kỳ diệu của Chúa. Tôi nhớ có một câu kinh thánh ở trong Thi Thiên 119, chính xác đó là câu kinh thánh
Thi Thiên 119 câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Đó là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thưa anh chị em. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta qua lời của Ngài. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng dẫn dắt cuộc đời của chúng ta một cách chính xác. Và khi có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta sẽ bình an. Chúng ta sẽ không sợ hãi về ngày mai. Chúng ta sẽ không sợ hãi về chặng đường sắp tới. Nếu như tôi đi với một con người, thì cái khả năng bị lạc lối luôn luôn có. Có thể là người đó là một cái người mà rành khu vực, rất là rành cái khu vực mà chúng tôi đang muốn hướng đến. Nhưng mà có những sự cố xảy ra hoàn toàn có thể khiến cho người đó bị lạc lối. Rất có thể là hôm đó người đó đang có một sự lo lắng nào đó, người đó bị phân tâm, người đó không tập trung, người đó đang suy nghĩ vào một cái vấn đề gì khác. Cho nên khi đi đường với tôi không để ý, và cuối cùng đến một cái ngã ba thì thay vì rẽ phải, người đó dẫn tôi rẽ trái chẳng hạn, và thế là lạc lối. Kể cả một người dẫn đường rất sành sỏi cũng có thể bị lạc lối vì một lý do nào đó. Bất cứ một con người nào dẫn dắt chúng ta đều có khả năng lạc lối, thưa anh chị em. Chúng ta yêu mến những người lãnh đạo của mình. Chúng ta yêu mến những người dẫn dắt thuộc linh mình. Chúng ta kính trọng họ. Nhưng chúng ta cần phải chấp nhận một thực tế là họ vẫn có khả năng bị lạc lối vào một khoảnh khắc nào đó, hoặc là trong một lĩnh vực nào đó, thưa anh chị em. Bởi vì con người là bất toàn. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đừng thần tượng bất cứ một con người nào cả. Tôi và anh chị em không thần tượng bất cứ một con người nào cả. Tất cả mọi con người đều là bất toàn. Họ giỏi đến đâu đi nữa, họ uy tín đến đâu đi nữa, họ đầy ơn đến đâu đi nữa, thì họ cũng chỉ là những con người bất toàn. Và họ hoàn toàn có thể lạc lối trong một khoảnh khắc nào đó. Họ hoàn toàn có thể lạc lối trong một lĩnh vực nào đó. Cho nên tôi và anh chị em phải là những người nhìn thẳng vào Chúa Giêsu Christ. Tôi và anh chị em phải là những người nhìn thẳng vào Chúa Giêsu Christ, hướng thẳng vào Chúa Giêsu Christ. Tất cả ánh nhìn của chúng ta phải hướng trọn về Ngài. Như lời của Chúa nói rằng Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Thưa anh chị em, bản dịch khác nói rằng hãy nhìn xem, hay là hãy chăm xem Chúa Giêsu Christ là đấng khởi nguyên và hoàn tất đức tin của chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu Christ là không sai lầm. Chỉ có Chúa Giêsu Christ là đấng dẫn đường hoàn hảo cho chúng ta. Thưa anh chị em, Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng, và Ngài sẽ cung ứng cho chúng ta một sự dẫn dắt kỳ diệu trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta hạ mình xuống, khiêm nhường, tin cậy Ngài hoàn toàn, bằng lòng bước đi theo Ngài. Cảm ơn Chúa vì Gia-cốp đã tin cậy Chúa. Và Chúa đã dẫn dắt ông một cách hoàn hảo, bình an vô sự, đến đúng ngay khu vực mục tiêu mà ông mong đợi. Cảm ơn Chúa. Tại nơi đó, ông đã gặp gỡ Ra-chên lần đầu tiên, sau này là người vợ mà ông yêu dấu. Ra-chên là một người con gái rất là xinh đẹp. Chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả điều đó. Ông La-ban có hai đứa con gái, một người tên là Lê-a và một người tên là Ra-chên. Chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả, thì theo cái sự mô tả đó chúng ta thấy rằng Lê-a không phải là người con gái đẹp. Lê-a có mắt mũi kém, hay nói khác đi là mắt mũi kèm nhèm, không có đẹp. Còn Ra-chên thì đẹp, dáng hình cân đối. Cho nên là ngay từ lúc đầu thì Gia-cốp đã thích Ra-chên rồi, có cái tấm lòng yêu mến Ra-chên rồi. Tôi không biết rằng ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên đó hai người có tiếng sét ái tình, có yêu nhau hay không. Tôi không biết, Kinh Thánh không chép rõ ràng, cũng có khả năng lắm. Nhưng mà cái điều mà tôi biết là Gia-cốp yêu Ra-chên chứ không có yêu Lê-a. Và thưa anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì mục tiêu mà Gia-cốp hướng đến đã được thực hiện rồi. Gia-cốp đã đến được tại nhà của La-ban ở trong sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Và tôi ước ao rằng cái bài học này chúng ta sẽ áp dụng vào trong đời sống của chúng ta, để rồi tôi và anh chị em luôn luôn xem Chúa là đấng dẫn dắt tuyệt đối đúng, đấng dẫn dắt hoàn hảo trong cuộc đời của chúng ta. Để rồi trong mỗi bước đường của chúng ta, trong mỗi một lĩnh vực của cuộc đời chúng ta bước theo sự hướng dẫn của Chúa, và chúng ta sẽ kinh nghiệm những sự thành công, những sự đắc thắng ở trong đời sống của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Điều tiếp theo mà tôi muốn cùng với anh chị em
học ở trong buổi tối hôm nay, đó là 3 chấm. Bởi vì tôi sẽ cho anh chị em bước vào trong phần thảo luận. À, và sau khi chúng ta thảo luận xong thì chúng ta sẽ rút ra cái điều thứ hai này, nó là điều gì nhé. À, cái câu hỏi thảo luận mà tôi đặt ra cho anh chị em ở trong buổi tối hôm nay là: tại sao Gia-cốp đã biết rõ cả Lê-a lẫn Ra-chên trong 7 năm mà lại không nhận ra Lê-a trong đêm tân hôn? À, tôi nhắc lại nha. Tại sao Gia-cốp đã biết rõ cả Lê-a lẫn Ra-chên trong 7 năm mà lại không nhận ra Lê-a trong đêm tân hôn? À, chúng ta cùng nhau đọc lại từ câu 21 đến câu 30 để chúng ta sẽ thảo luận một cách chính xác. Từ câu 21 đến câu 30 của Sáng Thế Ký, chương 29. Sau đó Gia-cốp nhắc La-ban: cháu đã hoàn tất thời gian giúp việc rồi, xin cậu giao vợ cháu lại để cháu được lui tới với nàng. La-ban tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả xóm giềng đến để dự. Nhưng tối đó, ông đưa Lê-a con gái mình đến với Gia-cốp, rồi Gia-cốp ăn nằm với Lê-a. La-ban cũng cho nữ tỳ Sinh-ba theo hầu Lê-a con gái mình. Sáng hôm sau, Gia-cốp mới biết đó là Lê-a. Ông hỏi La-ban: cha đã làm gì cho con vậy? Có phải vì Ra-chên mà con giúp việc cho nhà cha không? Sao cha lừa gạt con? La-ban đáp: ở đây không có lệ gả cô em trước khi gả cô chị. Con cứ ở với Lê-a trọn tuần lễ cưới này đi, rồi cha sẽ gả luôn Ra-chên cho con. Bù lại con phải làm việc cho cha thêm 7 năm nữa. Gia-cốp làm theo lời, ở với Lê-a trọn tuần lễ cưới đó, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình cho Gia-cốp. La-ban cũng cho nữ tỳ Bi-la theo hầu Ra-chên con gái mình. Gia-cốp cũng đi lại với Ra-chên và yêu Ra-chên hơn Lê-a. Vậy Gia-cốp giúp việc cho La-ban thêm 7 năm nữa. Rồi bây giờ căn cứ vào cái phần kinh thánh này, chúng ta sẽ thảo luận. Cái điều đầu tiên mà tôi hỏi anh chị em đó là: tại sao Gia-cốp đã biết rõ cả Lê-a lẫn Ra-chên trong 7 năm mà lại không nhận ra Lê-a trong đêm tân hôn? Rồi xin mời tất cả các anh chị em trong lớp, những người nào mà có ý kiến thì chúng ta lần lượt mở micro lên và chúng ta phát biểu. Các anh chị em theo dõi qua livestream thì có thể đóng góp thảo luận bằng cách là chúng ta comment nha. Chúng ta sẽ gõ những cái ý của mình và gửi vào trong phần livestream của chúng tôi. Rồi, tôi thấy chị Quyên đang bật avatar lên. Mời chị Quyên phát biểu. Theo Quyên nghĩ là chắc là ông La-ban á, là ổng có ý đồ trước rồi, cho nên á là ổng tổ chức tiệc để mà ổng cho ăn nhậu cho Gia-cốp. Say sưa không biết gì hết rồi ổng mới đưa Lê-a vô cho ngủ với lại Gia-cốp, cho nên sáng ngày hôm sau thì Gia-cốp mới biết được điều đó. Theo ý chị Quyên là ông La-ban này ông âm mưu ha, tức là ông giống như kiểu mà gài cho Gia-cốp là xây quắc cần câu, đúng không? Xây quắc cần câu lên, không biết gì hết. Sau đó rồi mới đưa Lê-a vào trong phòng tân hôn, đúng không? Rồi cảm ơn chị Quyên, đó là ý rất là thú vị. Rồi những người khác thì sao? Tắt đèn tới đuôi nha. Hoài Ân có ý kiến gì? Tắt đèn tới đuôi. Hoài Ân nói thêm một ý nữa là tại vì lúc đó tắt đèn tối thui, rồi cũng hợp lý chứ. Không thì hồi xưa thì hay có giống như cái miếng vải che cái mặt lại á, thì sẽ không có thấy được mặt cô dâu. Có thể là lúc đó động phòng thì chắc cha của Lê-a cũng có dạy cái gì đó là để cho đừng có để cho Gia-cốp dở cái miếng khăn nó lên thì sẽ không có thấy được cái mặt. À, Hoài Ân nói là ngày xưa nó có cái miếng gì đó che cái mặt, cái đó là cái lúp. Cái lúp á, anh chị em biết cái lúp không? Giống như mấy cô dâu mà kể cả thời bây giờ họ vẫn có đeo cái lúp á, thì thật ra nó là cái truyền thống từ ngày xưa. Đó là cái lúp dành cho những cô dâu. Thì theo Hoài Ân nói là có đeo cái lúp đó, rồi cha của Lê-a cũng dạy cái gì đó, như là bày vẽ cái gì đó để mà có thể qua mặt được mặt qua mặt thì Gia-cốp.
Không lẽ động phòng mà không dở lúc luôn hả? Có nhiều khi tại vì cái thời xưa là giống như là không có dạng dĩ như bây giờ, nhiều khi họ e thẹn, họ mắc cỡ thì lúc đó là đương nhiên họ sẽ nói là ừ có thể là em ngại gì kia thôi, anh đừng có dở. Hoài Ân đó là coi như là gia cốt với lại Lê A động phòng, nhưng mà Lê A thì không cho dở mặt lên, tại vì em ngại lắm, anh đừng có dở. Cũng vui rồi, mọi người cứ phát biểu, mọi người cứ nói những cái ý tưởng nào nó đến trong tâm trí của mình, theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Cảm ơn chị Quyên, cảm ơn Hoài Ân, hai người vừa có những cái ý kiến rất là thú vị. Rồi Hậu hả, mời Hậu. Dạ em nghĩ là ông gia cướp này ông quá tự tin nên là Quá ông tự không có tin. nghĩ là bị lường gạt À. nên là ông đã bị sập bẫy. Nhưng mà em nghĩ là cái điều này cái từ vì ra cái việc lường gạt này em nghĩ là chắc đầu tiên đó là việc là cháu cháu cô dâu rồi chắc là đầu tiên trên hơn quả đất. Cháu cô Nên dâu là đầu tiên quả đất hả? nên là ông không nghĩ đến, với lại em nghĩ là bị là cái trời muốn cho phép điều đó xảy ra để dạy cho gia cái bài học, bởi vì ông cũng đã đường gạt cha của ông như thế nào thì ngày hôm nay ông cũng bị cậu của mình lường gạt lại như vậy. Em nghĩ đó là chú cho phép để dạy ông một bài học để cho ông giống như là khi mà ông làm những điều gì á thì những cái hậu quả thì ông cũng phải đóng. Còn gì Còn nữa không em Hậu? hả? Còn gì nữa không? Dạ Rồi em hết còn. hết hết anh Rồi cảm ơn Hậu. hả? Cảm ơn Hậu, Hậu đóng góp ý kiến rất là tốt, có thêm một cái ý rất là thú vị. Đó là Đức Chúa Trời muốn dạy cho Gia-cốp một cái bài học, là ngày xưa ổng lường gạt cha của ổng như thế nào thì bây giờ ổng lại bị cậu của ổng lường gạt là như vậy. Ồ, cái ý đó quan trọng lắm nha, chúng ta để ý. Cảm ơn Hậu nhiều. Rồi còn anh chị em nào đóng góp ý kiến nữa không? Thủy thì nghĩ sao? Em nghĩ là tại lúc đó cho ông say rượu cho nên ông không biết. Giống gì À, quên vậy giờ say là rượu luôn ý không của biết. Thủy là giống chị Quyên, là tại vì ổng say quắc cần câu rồi ổng không còn biết trời trăng gì nữa đúng không? Rồi là giống như bị chuốc rượu đó. Rồi cảm ơn Thủy. Nhà chú Năm thì nghĩ sao? Alo? Không nghe tiếng chú Năm. Rồi còn người nào có ý kiến không? À, chú Năm rồi, chú Năm xuất hiện rồi. Xin mời chú Năm. Ý của tôi thì cũng giống như chị Quyên, tức là Sao ông rồi? ta không có ý đồ phục vụ mà người ta không có nhận biết. Là ý giống như chị Quyên, là ý là La Ban chuốc rượu cho Gia Cốp hả chú Năm? Rồi bây giờ Dạ, chuốc rượu để lừa gạt. Rồi cảm ơn chú Năm. Có ai có ý kiến khác hơn những cái ý kiến mà tất cả mọi người hồi nãy giờ nêu ra không? Cẩm Hương có ý kiến nào khác không em? dạ em cũng giống như mọi người Giống như mọi người. Rồi. Như vậy có nghĩa là đa số chúng ta có ý kiến giống nhau. Tôi thấy nãy giờ có nhiều ý kiến cho là Gia Cốp bị chuốc rượu, rồi say quắc cần câu không biết trời trăng gì hết. Cho nên lúc đó không có phân biệt được dạ Lê A với Ra thì Trên. em nghĩ là lúc đó chắc là Lê cũng sẽ lấy đồ của Ra Trên mặc vô, những cái bộ đồ đẹp mà của Ra Trên hay mặc Lê sẽ bận vô, tại vì cha cha của Lê A là bà con với mẹ của Gia Cốp thì em nghĩ là chắc họ sẽ có cùng chung một cái ý giống như là kêu là một cái âm mưu cũng tương 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 tự giống như nhau, thì sẽ là có thể là bận đồ lấy đồ của Ra Trên cho Lê A mà. Cảm ơn Hoài Ân, ý này rất là thú vị, rất là hay. Hoài Ân nói mọi người có nghe rõ không? Hoài Ân nói Rõ là La Ban không? lấy đồ của Ra Trên cho Lê A mặc, tức là giống như là kiểu hóa trang á, giống như cái cách mà ngày xưa bà Rebecca mẹ của Gia Cốp đã đạo diễn cho Gia Cốp làm đó.
là lấy quần áo của Esau rồi thậm chí giả làm lông tay, lông cổ, nói chung là kể cả mùi hương giả luôn. À, rất là có khả năng như vậy. Cảm ơn Hoài Ân, ý kiến rất thú vị. Rồi, cảm ơn anh chị em buổi tối hôm nay đã thảo luận rất là nhiệt tình. Cảm ơn Chúa là càng ngày anh chị em càng dạn dĩ hơn, cứ phát huy như vậy thì cái sự học và lời Chúa chúng ta nó sẽ rất là sinh động. À, bây giờ thì tôi sẽ tổng kết lại ý của anh chị em và sẽ đúc kết thành cái bài học cho chúng ta. Thưa anh chị em, cái câu hỏi hồi nãy tôi đặt ra là tại sao Gia-cốp đã biết rõ cả Lê-a lẫn Ra-chên trong 7 năm mà lại không nhận ra Lê-a trong đêm tân hôn? Vậy thì Kinh Thánh không có ghi rõ ràng những cái tiểu tiết, cho nên chúng ta không thể nào kết luận chắc chắn theo một hướng. Nhưng mà tôi có thể nói với anh chị em rằng tất cả các ý kiến của anh chị em không có một ý kiến nào là vô lý cả. Có thể là Gia-cốp uống rượu nhiều và cái khả năng nhận biết không có tốt, mà cũng có thể giống như là Hoài Ân nói là Lê-a đeo một cái lúp. Nhưng mà có điều tôi không đồng ý là khi mà hai người động phòng với nhau mà vẫn còn đeo lúp thì cái đó tôi không đồng ý đâu. Ngày xưa thì ngày xưa chứ còn động phòng là sao mà lại lại có chuyện đeo lúp ở đây nữa. Tôi không tin điều đó. Nhưng mà tôi tin một điều là cái căn phòng tân hôn nó sẽ rất là tối, bởi vì trong cái văn hóa phương Đông á, theo cái sự nghiên cứu của chúng tôi thì có một vài điểm để tôi có thể chia sẻ cho anh chị em để nó làm sáng tỏ hơn cái phần Kinh Thánh này. Là đặc biệt vào thời bấy giờ đó, thì khi người ta đi vào cái phòng tân hôn thì cái phòng tân hôn nó rất là tối, nó không có một cái ánh sáng nào cả, nó tối. Và trước khi mà hai người thật sự ăn ở với nhau, động phòng với nhau đó, thì cô dâu phải đeo một cái lúp, giống như cách mà Rebecca đã làm khi gặp Isaac. Chúng ta còn nhớ không, khi mà cái người đầy tớ là Eliezer đem Rebecca từ nhà cha mẹ của Rebecca về với Isaac, thì khi gặp Isaac đó, thì lúc đó Rebecca không biết Isaac là ai, thì mới hỏi, thì người đầy tớ mới nói à, đó là con trai của chủ Abraham. Thì khi vừa nghe như vậy ta biết đó là người chồng của mình rồi đó, thì Kinh Thánh chép là Rebecca lập tức che cái lúp xuống, che cái mặt mình xuống. Như vậy thì đó là cái phong tục của người thời bấy giờ ở trong cái khu vực đó, thưa anh chị em. Cho nên thứ nhất là có cái lúp che mặt, bước vào trong phòng rồi thì mới cởi cái lúp đó ra, nhưng mà cái căn phòng đó thì hoàn toàn tối om. Như vậy thì thưa anh chị em, nếu như chỉ là một cái căn phòng tối thì tôi không tin là Gia-cốp không có khả năng nhận ra đâu là Lê-a, đâu là Ra-chên. Bởi vì trong 7 năm, mặc dù vào thời bấy giờ đó thì người ta không phải như ngày hôm nay mà được tự do mỗi ngày hẹn hò rồi đi gặp đi chơi rồi nắm tay rồi thậm chí là hôn nhau hay là thậm chí là làm những cái chuyện mà động trời hơn nữa. Thời thời bấy giờ thì người ta không như thế, có thể là nó có những khoảng cách nhất định. Nhưng mà trong 7 năm đó Gia-cốp sống ở trong nhà của La-ban, đi ra đi vô chắc chắn là phải gặp Lê-a với Ra-chên, biết rất rõ mặt mũi, biết rõ tính nết như thế nào, vân vân, nhiều thứ lắm. Như vậy thì thưa anh chị em, kể cả cái mùi hương cũng biết rõ nữa, tại vì đặc biệt là thời bây giờ người ta có những cái mùi hương người ta tẩm ở trong thân thể những cô gái đó, thì nó rất là đặc trưng. Mỗi một người nó có một cái hương ở trong thân thể của họ, nó khác nhau, có nhiều cái để mà phân biệt lắm. Thì mặc dù căn phòng tối nhưng mà tôi tin rằng Gia-cốp hoàn toàn có thể phân biệt được. Nhưng mà lý do tại sao mà không phân biệt được thì rất có thể là cái ý của một số anh chị em nói, có thể là ông có rượu ở trong đó cho nên ông không có tỉnh táo 100%. Và điều thứ hai nữa là giống như Hoài Ân nói là La-ban với lại Lê-a đã có một cái sự xi nhan với nhau rồi, và La-ban có thể là làm đạo diễn giống như cách là Rebecca làm đạo diễn cho Gia-cốp á. Nói bây giờ con phải lấy đồ của Ra-chên con mặc vô ha, rồi thậm chí con dùng những cái hương mà Ra-chên thường hay sử dụng cho thân thể của mình đó, con sử dụng vào. Như vậy thì tôi tin rằng trong bối cảnh đó có thể là vừa Gia-cốp vừa không được tỉnh táo lắm, nhưng mà đồng thời thì ông lại thấy những cái quần áo, rồi ông có thể ngửi thấy cái mùi hương mà mình thường hay nghe khi mỗi lần mình đi ngang qua Ra-chên, vân vân.
cho nên là ông sẽ không có nhận ra. Và tôi tin là lúc đó Lê A cũng không lên tiếng. Tại vì nếu mà Lê A lên tiếng thì cái giọng nói nó khác nhau, thì cũng có thể phân biệt được. Tôi tin là như vậy. Tất cả những yếu tố đó cộng lại. Như vậy thì thưa anh chị em, cái câu hỏi tiếp theo mà tôi hỏi nhé, đó là câu chuyện nào tương tự như thế này? Chúng ta đã từng biết câu chuyện nào tương tự như thế này? Câu chuyện về cái sự lừa gạt đó. Anh chị em, câu chuyện nào? Tất nhiên là cái câu chuyện mà chúng ta mới học lần trước đó, về cái việc mà Jacob với lại Rebecca có một cái vở kịch để mà lừa Isaac, qua mặt được Isaac. Như vậy thì anh chị em ơi, nó tương tự, những cái tính chất tương tự, những cái hành động tương tự như vậy, cũng là hóa trang hay là tẩm mùi hương vào, để thậm chí có thể, tôi không biết là da ra trên có mượt mà hơn là da của Lê A hay không. Và nếu như da của ra trên mà có mượt mà hơn, có mịn màng hơn da của Lê A, thì có khả năng là lúc bấy giờ họ cũng nghĩ ra một cái gì đó, họ sẽ lấy kem hay là một cái gì đó ở trong thời bấy giờ mà những người nữ thường hay làm đẹp á, có thể làm sao để mà đánh lên để cho da nó trở nên mịn màng, nó mượt mà, để mà khi mà da cốt chạm vào thì ông không có sự nghi ngờ gì cả. Cho nên tôi tin rằng đã có một cái vở kịch khá là hoàn hảo được dựng lên để qua mặt Jacob. Đó là lý do vì sao mà suốt đêm tân hôn đó Jacob không hề nhận ra đó chính là Lea mà không phải là Rachel, là người mà mình yêu. Mãi đến sáng hôm sau thì ông mới phát hiện. Sáng hôm sau ông giật mình vậy. Anh chị em tưởng tượng cảnh đó không? Nó là một cảnh phải gọi là rất là bi hài. Cô Ánh đang làm ồn ở bên cô nha, cô tắt loa. Cô Ánh tắt loa. Cô Ánh đang la con chó Phú Quốc. hồi nãy trước giờ cô Ánh tắt loa. Cô Ánh ơi, mọi người đang nghe cô la con chó Phú Quốc của cô đó. Hồi nãy trước giờ đã dặn cô Ánh rồi mà. Rồi cô Ánh tắt loa nha. Ok. Thưa mọi người, tôi nói tiếp nhé. Như vậy thì sáng hôm sau có một cái vở bi hài đã xảy ra. Jacob giật mình thức giấc, nhìn qua bên cạnh. Có lẽ ông đang háo hức muốn nhìn thấy mặt của Rachel lúc này, nhưng mà bây giờ ông lại thấy một cái mặt với một đôi mắt kèm nhèm. Mặt đó là mặt của Lea. Ông phát hiện là mình bị lừa. Phải nói là một vố rất là đau. Ông đã làm việc 7 năm. Thưa anh chị em, 7 năm là một cái khoảng thời gian phải nói rằng rất dài. 7 năm rất là dài. 7 năm làm việc cực khổ chỉ để có được Rachel. Và Kinh Thánh nói rằng bởi vì yêu ra trên, cho nên Jacob coi 7 năm như cái gì? Chúng ta coi lại nè. Vì ra trên, Jacob đã giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng, Jacob xem 7 năm như đôi ba ngày. Có nghĩa là ổng làm việc hăng hái, ổng làm việc quần quật, ổng làm việc hùng hục, ổng làm việc coi như là ổng không cần biết đến mệt mỏi gì cả, ổng không cần biết đến ngày tháng gì cả, bởi vì ổng quá yêu ra trên. Ông chỉ mong cho tất cả qua nhanh, 7 năm qua nhanh, để rồi ổng được lấy ra trên. Vậy mà cuối cùng buổi sáng tinh mơ hôm ấy, khi Jacob thức giấc, nhìn qua bên cạnh, háo hức, tưởng rằng sẽ nhìn thấy gương mặt của người yêu, thì lại thấy chị của người yêu chứ không phải là người yêu, là Lea với một đôi mắt kèm nhèm. Thưa anh chị em, nếu mà là tôi thì chắc cũng y chang Jacob thôi. Sẽ vô cùng đau đớn, sẽ vô cùng thất vọng. Và thậm chí có thể là sẽ nổi giận lên nữa. Và tôi nghĩ rằng bất cứ một người nam nào mà bị lừa một vố như vậy thì sẽ rất là đau. Và chúng ta thấy rằng khi mà Jacob đến nói với lại Laban á, thì Laban rất là trân tráo. Laban không hề bối rối. Laban rõ ràng là một cái người có một cái bản chất lừa dối. Ông ta không hề bối rối khi mà thấy Jacob phản ứng. Nhưng mà thay vào đó, ông ta lại tiếp tục đưa ra cái yêu sách. Đây là một cái kịch bản mà ông ta đã dựng lên hết. Tôi tin rằng ông ấy đã dựng một kịch bản rất là dài. Cuối cùng thì Laban nói là ở trong cái vùng này không có cái tục lệ là gả em trước chị. Cho nên á, bây giờ nếu mà con muốn lấy ra trên á, thì phải một tuần sau nữa. Bây giờ ở với là Lea một tuần đi, hết tuần rồi cha sẽ gả tiếp ra trên cho con. Nhưng nếu mà con muốn được luôn ra trên á,
thì con phải làm việc thêm 7 năm nữa. Như vậy là tổng cộng Gia-cốp phải làm việc 14 năm để có được người yêu của mình, thưa anh chị em. Một cú lừa quá ngoạn mục, quá đau đớn luôn, thưa anh chị em. Như vậy thì chúng ta rút ra được bài học gì? À, bây giờ là lúc để chúng ta điền vào cái dấu ba chấm lúc nãy mà tôi nói đó. Hồi nãy tôi nói cái điều thứ hai mà tôi cùng với anh chị em sẽ học trong buổi tối hôm nay là ba chấm. Bây giờ câu hỏi tôi đặt ra là chúng ta rút ra được bài học gì từ câu chuyện này, thưa anh chị em? Vậy thì cái điều thứ hai mà tôi và anh chị em cần phải học ở trong buổi tối hôm nay đó là điều gì? Thưa anh chị em, đó chính là luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. Luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. À, chúng ta cùng nhau mở ra một vài phần kinh thánh để xem luật gieo gặt của Đức Chúa Trời như thế nào. Ở trong Galati đoạn 6 từ câu 7 đến câu 9 cho chúng ta thấy cái luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. Anh chị em mở với tôi Galati đoạn 6 từ câu 7 đến câu 9 nhé. Rồi phần kinh thánh đó chép như thế này: đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. À, anh chị em thấy không? Kinh Thánh nói về luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đọc thêm ở trong Cựu Ước, chứ để không khéo có một số người họ nói ồ, cái đó là Tân Ước, Cựu Ước đâu có nói gì đâu. Bây giờ tôi sẽ cùng với anh chị em đọc Lê Vi Ký đoạn 24 câu 19 và câu 20. Lê Vi Ký đoạn 24 câu 19 và câu 20. Người nào gây thương tích cho người lân cận mình thì phải xử với nó như nó đã gây ra cho người ta. Xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng. Đã gây thương tích cho người khác thế nào thì phải chịu thương tích thế ấy. Rồi, anh chị em thấy không? Đọc thêm một câu nữa nha, cho nó phong phú. Ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 11 và câu 12. Nhiều lắm, nhưng mà tôi đọc một vài cái phần điển hình thôi. Châm Ngôn đoạn 3 câu 11 và câu 12. Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va, đừng buồn lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Anh chị em để dành những câu này nhé. Nó sẽ nằm trong tất cả những ý mà tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em để nó minh họa rõ hơn. Như vậy thì qua cái phần thảo luận đó thì chúng ta đã có cái để điền vào dấu ba chấm mà tôi đố anh chị em lúc nãy. Dấu ba chấm đó là gì, đúng không? Như vậy thì dấu ba chấm đó chính là luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai ở trong bài học chương 29 buổi tối hôm nay đó là chúng ta học về luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. Ở ngoài đời người ta có nói đến một cái luật gọi là luật nhân quả. À, thưa anh chị em, thật ra thì cái luật nhân quả này về mặt bản chất á, thì nó ra từ cái luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói, ồ cái luật nhân quả đó là nó có trước, rồi sau này cơ đốc nhân bắt chước rồi đặt ra cái luật gieo gặt. Không phải. Thưa anh chị em, Kinh Thánh đã có hàng bao nhiêu ngàn năm về trước rồi. À, từ cái thời sáng thế, chúng ta đã thấy có cái luật gieo gặt rồi. À, có đôi khi không nói rõ ràng nhưng mà những cái câu chuyện đó nó đã thể hiện cái luật gieo gặt rồi. À, chẳng hạn như là Adam với Eva, chúng ta thấy không, Adam với Eva đã gieo ra sự bất tuân, gieo ra cái sự kiêu ngạo chống nghịch lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và họ đã gặt lấy cái hậu quả của việc làm đó. Họ đã bị phân cách với Đức Chúa Trời, họ phạm tội, họ bị phân cách với Đức Chúa Trời, họ bị chết về phần tâm linh, và họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Rồi cái tội lỗi nó đi vào trong con người và nó di truyền cho đến ngày hôm nay. Thưa anh chị em, ở ngoài đời người ta nói về luật nhân quả, tức là một nguyên nhân nó sẽ dẫn đến một cái kết quả. Và thưa anh chị em,
Và cái luật nhân quả đó, nó đôi khi nó rất là khắt khe và đôi khi nó rất là tàn khốc nữa, thưa anh chị em. Và đối với cái luật nhân quả ngoài đời á, thì theo tôi hiểu, người ta không tìm thấy cái lối thoát được. Có nhiều người họ nghĩ thế này, tại vì ngày xưa tôi làm cái điều này cho nên ngày hôm nay tôi rơi vào trong cái hoàn cảnh này và tôi phải chấp nhận nó thôi, tôi không thể nào mà tôi thoát khỏi được. Có nhiều người thì nói tại ngày xưa cha của tôi ăn chua cho nên ngày hôm nay tôi bị ê răng. Cũng giống như ở trong ngạn ngữ của Israel, ở trong cái thời kỳ đầu, những người Israel họ nói với nhau rằng cha ăn chua thì con ê răng. Nhưng mà sau này thì Chúa đã dạy họ một cái điều mới. Thưa anh chị em, tôi muốn nói với anh chị em rằng cái luật gieo gặt là một cái luật rất là quan trọng của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta gieo ra cái gì thì chúng ta sẽ gặt cái đấy. Chúng ta thấy rằng Gia-cốp đã gieo ra sự lừa dối. Ông đã cùng với mẹ mình lừa dối cha mình là Y-sác để cướp lấy phước lành của Ê-sau. Và chúng ta thấy, đọc ở trong chương 28 thì chúng ta tưởng chừng như họ đã thành công trót lọt mà không phải trả giá. Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em rằng Đức Chúa Trời là đấng rất là công chính, rất là công bằng. Luật gieo gặt thể hiện sự công bằng của Đức Chúa Trời. Nếu mà không có luật gieo gặt này thì người ta sẽ nói rằng Đức Chúa Trời không công bằng. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tuyệt đối công bằng. Cho nên Ngài có luật gieo gặt cho toàn cõi loài người, cho mỗi một đời sống của chúng ta. Và Ngài nói rằng chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái nấy. Anh chị em có thấy không? Gia-cốp đã gieo ra một cái màn lừa đảo như thế nào thì bây giờ ông gặt lại một cái màn lừa đảo với một cái tính chất tương tự như vậy. Ông lấy quần áo của Ê-sau ông mặc vào, rồi lấy cái mùi hương của Ê-sau tẩm vào trong người của mình, rồi lấy da của dê, phải không? Mẹ của ông đã hậu thuẫn cho ông, làm cho tay trở nên lông lá, rồi cổ trở nên lông lá để cha sờ vào và không biết. Thì ở trong cái đêm tân hôn này, ông gặt hoàn toàn tất cả những gì mà ông đã gieo ra, thưa anh chị em. Ông gặt hoàn toàn, nhưng mà cái sự gặt của ông nó nặng nề hơn rất là nhiều. Ông phải trả giá, không chỉ là sáng thức dậy ngỡ ngàng khi nhìn thấy người nằm bên cạnh đó không phải là người yêu của mình, mà là một cái người phụ nữ mình không hề yêu chút xíu nào cả. Không chỉ là như vậy, mà ông phải trả giá 14 năm, 14 năm ròng rã. Anh chị em tưởng tượng đi, ai là người thật sự đi làm một cách lương thiện, đổ mồ hôi sôi nước mắt, chúng ta sẽ hiểu 14 năm là một khoảng thời gian rất dài cho một người lao động. Nếu mà không có tình yêu thật sự thì Gia-cốp không bao giờ có thể vượt qua được. Nếu mà Gia-cốp không thật sự yêu Ra-chên thì thưa anh chị em, ông sẽ không bao giờ có thể chấp nhận. Cái 7 năm trước thôi ông cũng không chấp nhận. Ông sẽ nói với La-ban nè, cậu gả, cậu cảm thấy con được thì cậu gả cũng được thôi, chứ con không có chịu làm việc 7 năm cho cậu đâu, chỉ để lấy được vợ thôi mà con phải làm việc 7 năm trời. Gia-cốp đã không nói như vậy. Nhưng mà Gia-cốp đã hết sức làm việc năng nổ, làm việc nhiệt tình. Ông đã tận tâm làm việc không biết mệt, bởi vì ông yêu Ra-chên. Và thưa anh chị em, bây giờ thì ông phải làm việc thêm 7 năm nữa, tổng cộng là 14 năm để có được người yêu của mình, để người ấy trở nên vợ của mình. Cái giá quá đắt, thưa anh chị em. Phải nói là cái giá quá đắt. Ở trong cái luật gieo gặt á, anh chị em nhớ Chúa Giê-xu có nói cái điều này. Một hộp thì ra bao nhiêu? Ra 30, đúng không? Hộp khác thì ra một hộp khác thì ra 60, hộp khác thì ra 100, đúng không? Như vậy thì chúng ta gieo một hộp thôi, nhưng mà chúng ta gặt lại nhiều lần hơn so với những gì chúng ta gieo ra. Anh chị em gieo ra một hạt lúa thì anh chị em sẽ thấy một cái cây lúa nó mọc lên. Và khi cây lúa nó mọc lên, đến kỳ nó trổ ra bông á, thì nó không chỉ trổ ra một bông, nó trổ ra nhiều bông lúa, nhiều cái giá lúa, nhiều bông lúa. Và trên mỗi một bông lúa, trên mỗi một giá lúa đó, nó có nhiều hạt lúa. Cho nên gieo ra luôn luôn là ít hơn so với gặt. Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ, thưa anh chị em. Và ở trong Galati lúc nãy đó, tôi muốn đọc lại với anh chị em, để chúng ta, khi chúng ta nắm được cái luật gieo gặt này, chúng ta sẽ biết rằng mình cần phải gieo điều gì.
Kinh Thánh đã nói rất là rõ, chúng ta đọc lại nha. Tôi muốn anh chị em cần phải đọc lại Galati đoạn 6 câu 7 cho đến câu 9. Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Cái phần kinh thánh này rất là hay thưa anh chị em, dạy chúng ta về luật gieo gặt và hướng dẫn chúng ta xem chúng ta cần phải quyết định gieo điều gì và không gieo điều gì. Như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta đừng gieo ra những điều thuộc về xác thịt, đừng gieo ra những điều thuộc về tội lỗi, đừng gieo ra những sự lừa dối, đừng gieo ra những sự gian ác. Bởi vì một ngày kia chúng ta sẽ gặt. Chúng ta gieo ra một lời nói dối, chúng ta tưởng rằng lời nói gió bay. Có nhiều người nói với nhau, lời nói gió bay, không ai làm chứng hết. Què tiền, ai làm gì được tôi? Ai làm chứng? Tôi xin thưa với anh chị em rằng, có Đức Chúa Trời làm chứng. Kể cả khi người khác không nghe được, người khác không biết được, thì Đức Chúa Trời là đấng luôn nghe, luôn nhìn, luôn biết. Và không ai có thể giấu Đức Chúa Trời được, thưa anh chị em. Và Đức Chúa Trời là đấng làm chủ cái luật gieo gặt này, là đấng điều khiển cái luật gieo gặt này, là đấng tuyệt đối công chính, tuyệt đối công bằng. Chúng ta gieo ra một lời nói dối thì chúng ta sẽ gặt vào ít nhất là một lời nói dối. Luôn luôn, tôi nói ít nhất có nghĩa là nó nhiều hơn một lời nói dối, thưa anh chị em. Và coi như giá chót là chúng ta cũng phải nhận lại một cái lời nói dối của người khác. Chúng ta lừa dối người ta lần này thì lần khác người ta sẽ lừa dối chúng ta. Chúng ta đọc thêm một phần kinh thánh nữa về cái ý tôi vừa mới nói. Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 12 và 13. Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 12 và 13. Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại. Đây là một lời cảnh báo cho tôi và anh chị em, để chúng ta sẽ không gieo ra tội lỗi, để chúng ta không gieo ra những sự lừa dối, để chúng ta không gieo ra những điều gian ác. Ở trong Thi Thiên 34 có một câu như thế này: ai là người ham thích sự sống và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành? Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời xảo quyệt. Hãy tránh điều ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó. Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời dạy chúng ta về luật gieo gặt, và Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng không gieo điều gì và hãy gieo điều gì. Đức Chúa Trời dạy rất là rõ ràng. Như vậy thì Ngài dạy chúng ta qua toàn bộ Kinh Thánh, và đặc biệt là những phần Kinh Thánh mà tôi đã trưng dẫn cho anh chị em, đó là những phần Kinh Thánh tiêu biểu. Chúng ta đừng gieo ra những điều thuộc về xác thịt, đừng gieo ra lòng tham, đừng gieo ra những sự dối trá, đừng gieo ra những sự lường gạt, đừng gieo ra những sự hung dữ, đừng gieo ra những sự độc ác, đừng gieo ra những sự vu oan giá họa cho người khác, đừng gieo ra những cái điều tồi tệ. Bởi vì chúng ta gieo ra điều gì thì một ngày kia, chúng ta không biết chính xác là thời điểm nào, cho nên tôi nói là một ngày kia, có thể là rất gần và cũng có thể ở một cái điểm nào đó hơi xa một chút, nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ gặt. Một ngày kia chúng ta sẽ gặt. Chúng ta không gặt chỉ một điều mà chúng ta gieo ra thôi đâu anh chị em, mà chúng ta sẽ gặt nhiều điều. Cái con số nó sẽ được nhân lên bội phần. Con số sẽ được nhân lên bội phần thưa anh chị em. Một hạt lúa nó sẽ lên một cây lúa, một cây lúa nó sẽ ra nhiều giá lúa, và một giá lúa, trong mỗi một giá lúa như vậy có nhiều hạt lúa. Thưa anh chị em, những con người nào sống dựa vào sự lừa dối, dựa vào cái sự khôn lõi của loài người, dựa vào tội lỗi, tội ác, thì những con người đó cuối cùng họ sẽ thất bại một cách ê chề. Họ sẽ hối hận mà không kịp, thưa anh chị em. Có nhiều người cứ ghen tị với những cái người giàu trong thế gian này. Mà những người giàu đó là ai? Những người giàu đó là những người buôn ma túy. Những người giàu đó là những người buôn rượu lậu, buôn thuốc lá lậu. Những người giàu đó là những người kinh doanh những cái loại thực phẩm
mà gây độc hại cho người khác, những cái loại thực phẩm hôi thối rồi làm cho trở thành một cái loại thực phẩm nhìn tưởng đâu tươi ngon nhưng bên trong nó chứa những cái mầm của sự chết, vân vân. Những người giàu đó dựa vào tham nhũng hối lộ, dựa vào cái quyền thế, cái thế lực để chà đạp, để đàn áp người khác, vân vân. Dựa vào cướp bóc, dựa vào giết người, dựa vào trộm cắp, vân vân. Có nhiều người giàu như vậy ở trong xã hội này, thưa anh chị em, và họ rất là giàu. Trong khi chúng ta thậm chí đang chạy xe đạp cọc cạch hoặc là chạy một chiếc xe gắn máy cũ kỹ, những người đó họ bước lên một cái xe Mercedes bóng loáng, giá trị thậm chí nhiều tỷ, và họ thậm chí có phi cơ riêng, họ có biệt thự, không phải một biệt thự mà nhiều biệt thự. Họ có tài sản, họ có tiền bạc để trong các ngân hàng trong và ngoài nước, vân vân. Có đôi khi một số người trong chúng ta chạnh lòng, chúng ta cảm thấy ghen tị, chúng ta phân bì, và thậm chí một số cơ đốc nhân nói: Chúa ơi, tại sao con không giàu được như những người đó? Tại sao những người đó họ không có Chúa mà sao họ được phước quá vậy? Tại sao họ giàu, họ sướng quá vậy? Tôi xin thưa với anh chị em rằng, giàu có theo kiểu đó không phải là được phước. Giàu có theo kiểu đó chỉ sướng là sướng cái xác thịt thôi. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, những con người đó, họ sẽ gặt lấy những cái điều rất là khủng khiếp mà họ không bao giờ lường trước được. Đã có những người bị giết chết, đã có những người bị xử bắn, đã có những người phải ở tù chung thân, đã có những người phải nhận một cái ca axit vào mặt của mình, vân vân. Và thậm chí có những người bị giết cả một dòng họ luôn, chỉ vì những cái gì mà họ đã gieo ra, thưa anh chị em. Không đơn giản như vậy, những cái đồng tiền bất lương đó nó không đem lại phước hạnh. Thưa anh chị em, người Trung Hoa cổ ở trong ngôn ngữ của họ đó, thì theo như tôi được biết thì có một cái từ, có một cái chữ ở trong tiếng Trung Hoa cổ là chữ phước. Cái chữ phước đó nó được hình thành từ ba chữ, đó là chữ nhân, chữ điền và chữ thiên. Như vậy thì ngay từ thời xa xưa, những người Trung Hoa họ đã có một cái ý thức như thế này, đó là một người được phước là một người có tài sản. Điền là đất, tượng trưng cho tài sản, nhân là người, còn thiên là trời, là Chúa đó. Họ đã ý thức rằng một con người mà được phước có nghĩa là một con người có tài sản và có Đức Chúa Trời, có ông trời đó, có Đức Chúa Trời ở cùng mình, đó mới là phước, thưa anh chị em. Cho nên những cái người mà giàu có theo kiểu bất lương như vậy, chắc chắn họ không có Đức Chúa Trời, không có Đức Chúa Trời nào ở với họ cả, không có Đức Chúa Trời nào chỉ họ làm những cái điều đại ác như vậy cả, thưa anh chị em. Cho nên á, là họ không bao giờ được phước, mà họ sẽ gặt lấy những điều rất là khủng khiếp, rất là tồi tệ. Nếu họ gieo ra sự giết chóc, họ sẽ nhận lấy sự giết chóc. Họ gieo ra sự thương tích, họ sẽ nhận lấy sự thương tích. Họ gieo ra sự lừa dối, họ sẽ nhận lấy sự lừa dối. Họ gieo ra lời chửi tục, họ sẽ nhận lấy những tiếng chửi tục. Họ gieo ra bất cứ một điều gì tồi tệ, họ sẽ nhận lấy điều ấy, và luôn nhận lấy rất là nhiều lần hơn so với những gì họ gieo ra. Thưa anh chị em, cho nên Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta đừng làm những điều đó. Vậy thì chúng ta gieo điều gì? Chúng ta hay gieo ở trong Thánh Linh, hay là trong chỗ Kinh Thánh chúng tôi đọc lúc nãy, đó là gieo cho Thánh Linh, có nghĩa là chúng ta gieo những cái điều tốt lành ở trong sự hướng dẫn của Thánh Linh. Chúng ta gieo những cái điều tốt lành thuộc về đời sống tâm linh. Chúng ta gieo ra hai cái ý nghĩa như vậy: gieo những điều tốt lành thuộc về đời sống tâm linh, hoặc là gieo ra những điều tốt lành trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Như vậy thì chúng ta gieo ra cái gì? Chúng ta gieo ra tình yêu thương, chúng ta gieo ra sự mềm mại, khiêm nhường, chúng ta gieo ra tấm lòng rộng rãi, giúp đỡ người khác, chúng ta gieo ra sự sẻ chia, sự cảm thông, chúng ta gieo ra sự hiền lành, sự nhu mì, chúng ta gieo ra sự tử tế, chúng ta gieo ra những lời nói đẹp đẽ, những lời ân hậu, có nêm thêm muối, chúng ta gieo ra những bông trái tốt lành mà Chúa đã ban cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng gieo ra những ân tứ Thánh Linh mà Chúa đã trang bị cho đời sống của chúng ta nữa. Như lời của Chúa nói rằng, các con đã được nhận không thì hãy cho không. Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều điều tốt lành trong cuộc đời này để chúng ta có thể gieo ra, thưa anh chị em. Vậy thì tôi và anh chị em hãy dùng tất cả những điều tốt lành đó mà gieo đi. Nếu Chúa cho chúng ta một thì chúng ta hãy gieo cái một đó ra. Và chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta gieo ra chúng ta sẽ mất. Khi chúng ta gieo ra thì chúng ta sẽ nhận lấy 30, 60, 100 hoặc là hơn thế nữa, thưa anh chị em. Đó là luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. Chúng ta gieo ra sự trung thực,
chúng ta sẽ nhận lấy sự trung thực. Chúng ta gieo ra những cái lời nói có thể gây dựng, khích lệ anh chị em trong hội thánh, thì chúng ta sẽ nhận lấy những cái lời nói, những cái hành động gây dựng, khích lệ chính đời sống của chúng ta. Amen. Ngày hôm nay tôi biết rằng có rất là nhiều cơ đốc nhân đang bị trần tục hóa, đang bị thế tục hóa, và chúng ta bắt đầu làm theo những cách mà những người không có Chúa làm. Chúng ta gieo ra những điều trong xác thịt, gieo ra những điều tội lỗi, và chúng ta cũng ăn, cũng nhậu, cũng hút sách, chúng ta cũng cờ bạc, chúng ta cũng nói dối sành sạch, rồi chúng ta thậm chí cũng đánh lộn, đánh lạo, đâm chém người khác, chửi thề vân vân, lừa gạt người khác, lợi dụng lòng tốt của người khác, đủ thứ. Có những người, anh chị em biết, ngày hôm nay có một điều mà tôi rất là đau lòng, không chỉ một trường hợp, mà có nhiều trường hợp mà tôi đã biết, có những người lợi dụng danh nghĩa đi làm từ thiện, nhưng mà thật sự đó không phải là từ thiện. Làm từ thiện rồi chúng ta bắt đầu hô hào lên, rồi chúng ta quăng hình ảnh lên, chúng ta làm đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta không phải làm từ cái tấm lòng yêu thương. Chúng ta không phải vì có sự quặng thác cưu mang cho những mảnh đời khốn khổ, mà chúng ta làm với một cái động cơ vị kỷ. Chúng ta làm, chúng ta hô hào những điều đó, chúng ta quăng hình ảnh đó lên để làm gì? Để có nhiều người họ tội nghiệp, họ rót tiền cho chúng ta. Và rồi chúng ta dùng cái đồng tiền đó chúng ta làm gì? Chúng ta bỏ vào túi riêng của mình, chúng ta mua nhà, chúng ta mua xe, chúng ta ăn chơi thoải mái, chúng ta ăn uống thật là sang trọng, chúng ta đi đến những cái nơi sang trọng, rồi chúng ta lại làm những công việc tội lỗi. Chúng ta dùng đồng tiền đó, chúng ta chơi chứng khoán, rồi chúng ta tham gia vào trong những cái hoạt động tương tự như là cờ bạc. Như ngày hôm nay có nhiều người tham gia vào trong những hoạt động chơi những đồng tiền ảo vân vân, đủ thứ cái. Thưa anh chị em, tôi khuyên anh chị em nào là người đang ở trong cái tình trạng như vậy thì dừng lại đi trước khi đã quá muộn. Bởi vì ở trong thư Galati mà tôi đọc cho anh chị em, lời của Chúa cảnh cáo rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu anh chị em. Anh chị em đừng tưởng rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời mù lòa. Đừng tưởng rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời bị điếc, bị câm. Đừng tưởng là Đức Chúa Trời không có cảm nhận. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài biết hết tất cả mọi điều, và Kinh Thánh chép rằng con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian. Ngài nhìn xuyên thấu vào lòng dạ của từng con người. Và không có một điều gì có thể giấu khỏi ánh mắt của Chúa. Có nhiều người đóng kịch rất hay. Họ dựng nên những vở kịch để rồi họ biến những người công chính trở thành tội đồ, và họ biến những tên tội đồ trở thành những người công chính. Và thưa anh chị em, những người đó sẽ trả giá trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong Timôthê thứ nhì mà tôi đọc cho anh chị em lúc nãy đó, trong đoạn 3 đó, đã cảnh báo rất là rõ. Những cái người mà đi ra mà lừa dối người khác rồi sẽ bị lừa dối lại. Họ gieo và một ngày nào đó họ sẽ gặt. Thưa anh chị em, buổi tối hôm nay tôi ước ao rằng tôi và anh chị em sẽ thấm thía cái luật gieo gặt này. Chúng ta hãy kính sợ Đức Chúa Trời là vừa. Có nhiều người bấy lâu nay không kính sợ Đức Chúa Trời. Có nhiều người bấy lâu nay không kính sợ Đức Chúa Trời. Có những người lãnh đạo cơ đốc không kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi nói thật với anh chị em, tôi biết rất rõ có nhiều cái tệ nạn nó xảy ra ngay trong chính lòng hội thánh của chúng ta. Có nhiều người lãnh đạo lợi dụng chức vụ của mình để mưu cầu danh lợi. Tôi nói ví dụ với anh chị em điều này nhé. Tôi nói ví dụ nhé. Ở trong chức vụ của tôi, khi mà tôi có uy tín ở trong vòng cộng đồng, tôi đi đây đi đó tôi giảng dạy. Có đôi khi tôi đến một hội thánh mà không phải là hội thánh nhà của tôi. Người ta dâng một số tiền, người ta gặp riêng tôi, người ta nói rằng: mục sư ơi, tôi muốn dâng, chẳng hạn tôi nói là dâng 1.000 đô, tôi nói ví dụ vậy đi. Tôi muốn dâng 1.000 đô vào trong quỹ truyền giáo của hội thánh mà mục sư đang phục vụ. Và nếu tôi là một người không kính sợ Đức Chúa Trời thì tôi sẽ suy nghĩ trong lòng thế này: cái này hay ha, mình có chức vụ thế này cũng hay, uy tín như thế này có lợi chứ. Mình đi người ta bắt đầu đưa tiền cho mình, mà người ta đưa riêng vậy đâu có ai biết đâu, không có giấy tờ chứng từ gì đâu, người ta tin cậy mình, tiền người ta đưa cho mình. Rồi tôi bỏ 1.000 đô la vào trong túi và tôi không muốn nhắc đến 1.000 đô la đó với bất cứ một người nào nữa. Tôi trở về hội thánh và coi như là không biết chuyện gì hết.
không ai nghe tôi nhắc đến 1.000 đô la cả. Tôi đang gieo điều gì anh chị em biết không? Tôi gieo sự dối trá và lòng tham. Tôi nghĩ rằng hội thánh không biết, phải, hội thánh không biết thật. Nhưng Đức Chúa Trời biết, và vì Đức Chúa Trời biết cho nên một ngày nào đó Ngài sẽ phanh phui cái chuyện này ra. Bằng cách nào đó, Chúa sẽ sắp xếp những cuộc gặp gỡ như thế nào đó và người ta bắt đầu nói chuyện, trò chuyện với nhau và người ta mới té ngửa ra. Ủa, cái ông mục sư Phạm Thiên Ân này nhận 1.000 đô la từ cái hội thánh B kia nhưng mà lại không đem trở về hội thánh A là cái đối tượng mà người ta muốn dâng hiến vào. Ông ta đã sử dụng số tiền đó cho việc gì? Tôi nói ví dụ như vậy. Và tôi nói thật với anh chị em, tôi biết có những người đã và đang làm như vậy và đang muốn tiếp tục làm như vậy. Tôi ước ao rằng những người nào đã nghe những lời này hãy dừng lại đi trước khi đã quá muộn. Đừng coi thường luật gieo gặt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, thương xót, là đấng yêu thương. Nhưng đừng quên rằng Ngài cũng là một Đức Chúa Trời công chính, không kể kẻ có tội là vô tội. Amen. Hallelujah. Tôi ước ao rằng ngày hôm nay tất cả chúng ta cần phải được nhắc nhở trở lại rằng Đức Chúa Trời không chỉ là một Đức Chúa Trời nhân từ yêu thương mà Ngài còn là một Đức Chúa Trời công chính, công bằng. Ngài không kể kẻ có tội là vô tội, thưa anh chị em. Cho nên mặc dù Chúa yêu Gia-cốp, Chúa có một chương trình tốt lành cho cuộc đời Gia-cốp, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng có trách nhiệm để dạy dỗ Gia-cốp, thưa anh chị em. Và Gia-cốp trong những năm tháng này, trong những năm tháng bị lừa dối, bị áp bức, bị bóc lột này, chắc chắn ông đã học được những bài học của riêng mình để ông biết từ bỏ cái tôi của mình, để ông biết hạ mình xuống, để ông biết ném đi những cái vị kỷ, những cái lừa lọc, những cái gì đó mà dối trá còn lại trong con người của mình, để rồi ông trở nên một con người bước đi trong sự công chính như lòng Đức Chúa Trời mong muốn, để rồi sau này ông trở nên một cái người mà được nhắc đến. Người ta thường hay nhắc là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Ông được nhắc đến trong bộ ba rất là vinh dự. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, tôi ước ao rằng buổi tối hôm nay với bài học này thì tôi và anh chị em sẽ tra xét lại đời sống của mình, để rồi chúng ta sẽ trở nên những con người càng ngày càng yêu mến Đức Chúa Trời nhiều hơn. Đặc biệt là trong cái vấn đề luật gieo gặt mà tôi chia sẻ với anh chị em, tôi ước ao rằng anh chị em hãy suy nghĩ thật nhiều về điều này. Và sau cái buổi học này, thậm chí nếu có thời giờ, anh chị em mở ra mà nghe lại, nghe lại về cái phần luật gieo gặt. Tôi đã dành nhiều thời giờ để chia sẻ từ nãy tới giờ. Tôi rất là nhấn mạnh vào luật gieo gặt này, bởi vì ngày hôm nay chúng ta đang được chi phối trong cái luật này một cách rất là nghiêm ngặt. Và luật gieo gặt này thể hiện sự công chính và sự công bằng của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa anh chị em, hồi nãy tôi có đọc cái câu châm ngôn đoạn 3 câu 11 câu 12, Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như người cha trách phạt sửa dạy con cái mà mình yêu đó. Thưa anh chị em, anh chị em về đọc lại câu đó. Cho nên có những lúc ở trong đời sống, chúng mặc dù chúng ta được Chúa cứu rỗi linh hồn chúng ta, nhưng mà có những cái điều mà chúng ta vẫn phải gặt từ những cái hành động mà chúng ta đã làm sai lầm ở trong quá khứ. Chứ đừng nghĩ rằng khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta bị xóa sạch hết tất cả những cái đó, chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Mới ngày hôm qua giết người, cái hôm nay có người đến làm chứng để tin Chúa, cái là ngày hôm nay khỏi phải ở tù. Đức Chúa Trời không hành động như vậy đâu anh chị em. Đức Chúa Trời sẽ hành động theo sự công chính, theo sự công bằng của Ngài. Ngài hành động theo luật gieo gặt của Ngài. Có thể cái người giết người đó vẫn phải tiếp tục ở tù, và thậm chí vẫn có thể bị xử bắn. Những cái điều quan trọng là gì? Khi người đó tin Chúa, thật sự ăn năn tội lỗi mình, người đó đã được tha, linh hồn được cứu, bị xử bắn, nhưng mà không phải đi xuống địa ngục nữa, mà sẽ được lên thiên đàng với Chúa. Thưa anh chị em, cũng giống như tên cướp ở trên thập tự giá. Anh chị em nhớ không? Tên cướp, có một tên cướp thì nhiếc móc Chúa Giê-xu, một tên cướp khác thì bày tỏ tấm lòng ăn năn thống hối của mình. Và Chúa Giê-xu đã nói rằng, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi paradis. Anh chị em, đó là một cái ví dụ về những gì tôi nói từ nãy giờ. Tên cướp đó được tha tội, linh hồn được cứu, nhưng mà tên cướp đó không xuống khỏi thập tự giá. Chúa vẫn để cho tên cướp đó bị đóng đinh nơi thập tự giá. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng, có một số trường hợp anh chị em sẽ rơi vào trong cái vấn đề mà anh chị em phải gặp. Và thưa anh chị em, nếu anh chị em là một người
có tinh thần trách nhiệm thì anh chị em đừng than phiền về điều đó. Chúng ta sẵn sàng để gặt những cái gì mà chúng ta đã gieo. Nhưng anh chị em hãy nhớ một điều nè, Chúa có nói rất rõ ràng, ở trong tất cả mọi sự đó, Chúa có thể mở đường cho chúng ta ra khỏi. Khi chúng ta ăn năn với Chúa thì Chúa hoàn toàn có thể mở đường cho chúng ta. Thật sự là như vậy. Có những trường hợp mà giống như tên cướp đó sẽ bị xử tử, chết luôn, về trời với Chúa. Nhưng mà có những cái trường hợp Chúa vẫn ban ân điển cho chúng ta và chúng ta có thể thoát ra khỏi những cái điều mà chúng ta đã gieo. Nhưng mà chúng ta phải thật sự là một người có tấm lòng ăn năn thống hối. Như David nói rằng, Đức Chúa Trời ơi, tấm lòng ăn năn thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Chính sự ăn năn thống hối của chúng ta có thể đem lại sự hóa giải cho những gì mà chúng ta đã gieo là những điều xấu xa trong quá khứ, thưa anh chị em. Chỉ có một cách duy nhất như vậy, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là chúng ta thật sự ăn năn thống hối và làm đúng đắn lại tất cả những gì chúng ta đã làm sai, thì nó sẽ hóa giải đi phần nào những gì mà chúng ta đã gieo ở trong quá khứ. Và thậm chí có những trường hợp tôi biết Chúa đã hóa giải một cách rất là ngoạn mục và người đó đã thoát ra một cách nhanh chóng, bởi vì tấm lòng người đó yêu Chúa, kính sợ Chúa và thật sự ăn năn thống hối. Còn những người nào lì lợm, những người nào cứng lòng, những người nào mà như gỗ như đá mà không muốn nghe lời Đức Chúa Trời, những người cứ thích đi theo đường lối riêng của mình, thì họ không thể nào mà thoát ra khỏi cái sự gặt đó đâu. Họ sẽ gặt và tiếp tục gặt cho đến khi họ gặt đủ mới thôi. Cuộc đời của họ chắc chắn là te tua bầm dập. Thưa anh chị em, tôi ước ao rằng ngày hôm nay khi tôi nhấn mạnh về luật gieo gặt thì sẽ có những người thật sự được nhắc nhở và chúng ta sẽ quay trở lại đường công chính của Chúa. Và buổi tối hôm nay, nếu như có những anh chị em nào là những thân hữu, những người chưa tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì tôi kêu gọi anh chị em hãy mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Bởi vì tất cả những gì mà anh chị em đã làm trong quá khứ đó, anh chị em đã gieo ra những điều xấu xa tồi tệ đó, anh chị em sẽ không bao giờ gánh nổi đâu khi mà cái mùa gặt nó đến. Nhưng mà chỉ có trong Chúa Giêsu Christ, Ngài ban cho anh chị em một con đường sống, linh hồn của anh chị em được cứu, Chúa Thánh Linh ấn chứng cho sự cứu rỗi đó, và anh chị em chắc chắn sẽ được cứu rỗi linh hồn. Anh chị em không bao giờ phải lo lắng là mình sẽ đi xuống địa ngục cả. Và còn những cái gì đó thuộc về thế giới người sống, ở trong những ngày tháng anh chị em sống trên đất này, thì nếu anh chị em có một thái độ đúng đắn, tốt lành với Đức Chúa Trời, hết lòng tin cậy Ngài, yêu mến kính sợ Ngài, thì Chúa hoàn toàn có thể giúp anh chị em để hóa giải những điều đó, tùy theo vào thái độ của anh chị em đối với Chúa. Và tôi ước ao rằng sẽ có nhiều người nghe bài học hôm nay và sẽ dâng đời sống mình cho Chúa, để rồi những cái gì mà chúng ta gieo trong quá khứ nó sẽ không gây khó khăn trong hiện tại chúng ta, nó sẽ không làm cho cuộc đời chúng ta bị vùi dập, mà ân điển của Chúa sẽ đến với cuộc đời của chúng ta và chúng ta sẽ bước vào trong một thời kỳ mới, là thời kỳ tự do với Chúa đồng hành với mình mỗi ngày. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Có rất là nhiều điều mà tôi thật sự rất muốn chia sẻ cho anh chị em trong buổi tối hôm nay, nhưng mà thời gian của chúng ta thì có giới hạn. Hôm nay thì phải nói rằng tôi cũng chia sẻ dài hơn những ngày trước nữa, bởi vì tôi muốn nhấn mạnh về cái luật gieo gặt này. Và tôi ước ao rằng những cái điều mà tôi chia sẻ buổi tối hôm nay sẽ đem lại ích lợi một cách thực tế cho đời sống của anh chị em. Rất tiếc tôi không thể chia sẻ thêm nữa, mặc dù rất muốn. Nếu cần thiết thì có lẽ là buổi học kế tiếp tôi sẽ tiếp tục nói về những khía cạnh khác trong luật gieo gặt. Nhưng hôm nay thì phải tạm chia tay anh chị em. Tôi cầu xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em trong lớp học, cũng như là những anh chị em đang theo dõi livestream này. Tôi hẹn các anh chị em trong lớp học vào 8 giờ tối thứ tư tuần sau, và các anh chị em theo dõi livestream vào lúc 8 giờ 20 tối thứ tư tuần sau. Xin chào tạm biệt.